Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 42. Hiện tại chiêu thức này lại do Tề Đẳng Nhàn sử dụng, dĩ nhiên là uy lực hắn tạo ra còn mạnh mẽ hơn so với uy lực mà cô ta tạo ra gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, tiếng động nghe như tiếng nổ phát ra từ cú đấm của hắn rơi vào tai mọi người hệt như một tiếng trống hết sức vang dội. Thậm chí là trong hai con mắt của Tề Đẳng Nhàn còn hơi có dấu vết tụ máu, mùi rỉ sắt cũng xuất hiện trong lỗ mũi của hắn. Đó là hậu quả của việc sử dụng quá nhiều khí huyết mạnh mẽ, dồn ép tất cả số khí huyết đó lại rồi đột ngột bùng phát ra. Cả người Diệp Phi Lưu trực tiếp bị một quyền của Tề Đẳng Nhàn đấm văng xa hơn 10 mét, lưng của hắn ta đập mạnh vào bức tường phía sau rồi sau đó đứng khựng lại. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh hơn hẳn, đến cả tiếng của một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy được, thậm chí là ngay cả một tiếng hít thở rất khẽ cũng lọt vào trong tai của tất cả mọi người. Học. Diệp Phi Lưu bị đánh cho lún vào bên trong bức tường, hắn ta há miệng thật to, hộc ra một ngụm máu thật lớn. Ngay sau đó, Diệp Phi Lưu cảm nhận được cốt tủy bên trong cơ thể mình đang liên tục bị chấn động, những chiếc răng mọc ra khắp khoang miệng đều trở nên lỏng lẻo, một hỗn hợp trộn lẫn giữa máu tươi và mảnh răng gãy bị hắn ta phun ra khỏi miệng. Cái này, Lòng Á Nam nhìn cảnh tượng đó mà trực tiếp ngây người. Cô ta nhìn về phía Diệp Phi Lưu đang bị dính trên vách tường với vẻ mặt không thể nào tin nổi, sau đó cô ta lại quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn vẫn đang duy trì tư thế tam thế thức để thi triển cú băng quyền ban nãy. Tề Đẳng Nhàn liên tục hít vào thật sâu 3 lần liên tiếp, sau đó hắn mới chậm rãi thở ra một luồng hơi thật dài rồi chậm rãi thu bàn tay đang giơ cao kia lại. Trong lúc hắn thu tay lại, kể cả khi nhìn bằng mắt thường thì tất cả mọi người cũng có thể nhận ra được rằng bàn tay của hắn đang liên tục run rẩy. Hiển nhiên là thể chất của hắn đã thực sự chạm đến cực hạn, một chiêu cự mãng thổ đan ban nãy đã hoàn toàn ép cạn kiệt sức lực bên trong người hắn. Nếu là hiện tại thì chỉ sợ một tên lưu manh cũng có thể dùng dao để đâm chết Tề Đẳng Nhàn được rồi. Dương Quan Quan bỗng chốc tỉnh táo hơn hẳn, cô ta quay đầu lại nói với Long Á Nam, đòn vừa rồi chính là một chiêu thức chí mạng bí mật tên là cự mãng thổ đan, được sáng tạo ra dựa theo những gì được viết trong tiểu thuyết ngày xưa. Yêu quái thành tinh sẽ tu thành nội đan trong cơ thể, khi bị ép phải liều mạng thì bọn chúng sẽ phun nội đan ra ngoài để bộc phát tất cả mọi pháp lực của bản thân. Một chiêu cự mãng thổ đan này cũng chính là như thế đấy, tự dồn ép khí huyết của bản thân mình đến cực hạn rồi sau đó thì bùng phát tất cả ra ngoài, cũng giống như lúc mà yêu quái phun ra nội đan khi bị ép phải liều mạng vậy. Hai chữ cự mãng là dùng để chỉ một con mãng xà mạnh mẽ. Một khi đã bao vây được kẻ địch thì nó sẽ sản sinh ra lực quấn khổng lồ để ép kẻ địch vào chỗ chết. Long Á Nam nói, vừa lúc nãy tôi đã nghe được tiếng tim đập của anh ta rồi, nghe cứ như tiếng sét đánh vậy, chắc hẳn là chiêu thức này sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với cơ tim phải không? Lần trước khi sử dụng chiêu này để thi triển một cước phế bỏ thân dưới của Sở Thiên Dương thì tôi đã phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng ròng mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hơn nữa, đó còn là vì sức lực bên trong tôi là có hạn nên áp lực tạo ra đè nặng lên trái tim không quá lớn. Dương Quan Quan chân thành nói. Lúc này thì Tề Đẳng Nhàn đã ngồi xuống ngay tại chỗ, hắn khom lưng xuống, hai khuỷu tay chống trên đùi, hai bàn tay ôm lấy hai bên đầu, trông có vẻ vô cùng biếng nhác. Tề Đẳng Nhàn khẽ cười cười rồi nói, giám khảo Diệp à, chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ đập nát tất cả răng của anh sao? Bây giờ anh thử há miệng ra mà tự nhìn xem bên trong còn thừa lại mấy viên nào. Đến tận lúc này thì cơ thể của Diệp Phi Lưu mới chậm chậm trượt xuống từ trên vách tường, sử dụng khí huyết để tấn công đối thủ là cả một nghệ thuật. Tề Đẳng Nhàn là một người có công lực rất cao thâm, một quyền do hắn thi triển đủ để hắn ta bị dán dính vào tường trong cả phút đồng hồ. Sau khi đặt mông ngồi bệt xuống đất, Diệp Phi Lưu lại tiếp tục phun ra thêm một ngụm máu nữa. Hắn ta tỏ ra rất không cam lòng rồi nói, lẽ ra tôi không nên chơi trò cứng, đối đầu trực tiếp với cậu. Đám người Diệp Thành ở phía bên kia cũng liên tục hít vào mấy hơi, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Đó còn là Diệp Phi Lưu đấy, nếu như là bất kỳ ai trong số bọn họ phải chịu đựng một quyền mạnh mẽ hết sức này của Tề Đẳng Nhàn thì chỉ sợ bọn họ sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đến cả một người có công phu cao siêu như Diệp Phi Lưu mà cũng bị một quyền này đánh đến mức gãy tay, chấn thương tim và phổi, di chứng để lại vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa lại không thể chữa khỏi được hoàn toàn, chỉ sợ sau này thì hắn ta cũng sẽ là một người vô dụng và tàn phế như ba người bọn họ. Anh cũng giỏi lựa chọn lắm đấy,
có cây thương to như thế kia mà không chịu dùng, lại còn đòi đánh tay không với tôi. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa nói. Diệp Phi Lưu tỏ ra rất không cam lòng nhưng đồng thời thì hắn ta cũng không thể làm gì được, hiện giờ cứ mỗi lần hắn ta hô hấp là hắn ta lại cảm thấy tim và phổi mình đau đớn kịch liệt vì co thắt, khó chịu muốn chết, chứ đừng nhắc đến việc đứng dậy ngay lúc này. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều quay sang nhìn nhau, thật không thể ngờ được, giám khảo chính chịu trách nhiệm cho cửa ải cuối cùng lại bị hạ knockout bằng một phương thức như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng cuộc chiến này ít nhất cũng phải kịch liệt như kiểu sao hỏa đâm vào trái đất chứ, vậy mà Tề Đẳng Nhàn chỉ mới sử dụng một quyền đã có thể biến Diệp Phi Lưu trở thành người tàn tật ư. Cái này là bắp của One Punch Man à, Tề Đẳng Nhàn đánh ai thì cũng chỉ cần dùng một quyền duy nhất thôi sao. Nhưng mà bọn họ có thấy Tề Đẳng Nhàn bị chọc đầu đâu cơ chứ. Nói thật thì bây giờ Tề Đẳng Nhàn đang mệt chết đi được, mí mắt của hắn đang bắt đầu đánh nhau. Cơ bắp trên khắp cả người lại càng đau nhức không gì có thể sánh được. Tề Đẳng Nhàn há miệng ngáp một cái thật to rồi hỏi, bốn vị giám khảo này, nếu đã như thế này rồi thì xem như tôi đã thông qua cuộc thi khảo sát lần này rồi nhỉ. Cả bốn người đều không nói một câu nào, bọn họ đã thua quá thê thảm, bọn họ còn có thể nói được gì nữa cơ chứ. Long Á Nam nghĩ mà cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Nhà họ Triệu chỉ một lòng muốn hạ bệ Tề Đẳng Nhàn xuống khỏi vị trí của hắn hiện giờ, bọn họ đã phái tận bốn cao thủ tới đây, vậy mà đến cuối cùng thì bọn họ vẫn không thể nào thành công được. Bạch Liễu, hai mắt bị móc ra. Diệp Thành, hai lá phổi bị thương rất nặng. Chiêm Tinh, hai chân bị phế bỏ. Diệp Phi Lưu, tim và phổi đều bị thương rất nặng, tay thì bị gãy xương. Bốn nhân vật ở cấp bậc tông sư do nhà họ Triệu phái tới đây. Không có một ai là có được kết cục tốt đẹp cả. Đây là một cuộc chiến có ý nghĩa vô cùng sâu xa, cũng là một trận chiến mà người tham gia bắt buộc phải xuống tay thật nặng, cũng vì vậy mà dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp biến cả bốn người thành người tàn phế. Cậu rất mạnh, tôi mong là sẽ có một ngày cậu có thể chạm tới cảnh giới cao nhất của võ học trên khắp thiên hạ này. Bạch Liễu là một người phụ nữ nhưng lại bị móc hai tròng mắt ra ngoài. Lúc này cô ấy chính là người đầu tiên mở miệng, cô ta nguyện ý cúi mình trước công phu của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chống tay vào hai đầu gối rồi đứng dậy, vươn vai ưỡn người cho đỡ mỏi lưng, sau đó nói cảm tạ Bạch sư phụ nhé. Quả thực là tôi ra tay rất nặng, nhưng cũng chỉ là vì hai ta có lập trường khác nhau mà thôi, chỉ mong là cô đừng quá hận tôi. Bạch Liễu không nói một lời nào nữa, chỉ hơi chắp tay lại chào hắn. Diệp Thành cũng lên tiếng, cậu rất mạnh. Xứng đáng với bốn chữ nhân tận địch quốc, nghĩa là một người mà có thể chống lại cả đất nước. Tôi cũng hy vọng rằng một ngày kia cậu có thể thực hiện được mong muốn của mình. Tề Đẳng Nhàn chắp hai tay lại rồi nói với anh ta, cửu cung kiếm của Diệp kiếm thần quả thực là thiên biến vạn hóa, tôi vô cùng bội phục. Diệp Thành nhún vai một cái rồi xoay người rời đi. Chiêm Tinh thì lại không được rộng lượng như hai người bọn họ, hắn ta chỉ lạnh lùng nói, cậu thắng rồi. Thắng thì làm vua mà thua thì làm giặc, tôi không còn gì để phản đối nữa. Tề Đẳng Nhàn chỉ đáp lại bằng một câu, thân pháp chi thù đạp thủy này vô cùng hữu dụng, sau này tôi sẽ sử dụng đến nó thường xuyên. Sắc mặt của Chiêm Tinh cứng đờ, sau đó lại giãn ra một chút, hắn ta nói, rất tốt, nếu như mỗi lần sử dụng cậu có thể tuyên bố với mọi người rằng thân pháp đó là do Chiêm Tinh tôi đây sáng chế ra thì tôi có chết cũng không tiếc gì. Mong là sẽ có một ngày kia cậu đứng ở vị trí vô địch thiên hạ. Nói xong những lời này, hắn ta khẽ gật đầu rồi bảo người khác nâng mình ra khỏi nơi này. Giám khảo Diệp, anh có gì muốn nói với tôi không? Tề Đẳng Nhàn hờ hững hỏi một câu. Cái lọ sành thì không thể đập vỡ được miệng giếng, đại tướng quân khó mà không bỏ mạng trên sa trường. Đã là bậc võ phu thì phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chết trên chiến trường. Nếu như cậu đã có thể chiến thắng được tôi trong một tình huống như thế này thì tôi không còn lời nào để nói nữa. Diệp Phi Lưu nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng. Sau khi nói xong câu này, hắn ta cũng rời đi ngay lập tức bằng những bước đi khập khiễng. Hắn ta vừa đi vừa ho khan, máu không ngừng chảy ra từ miệng và mũi, thực sự khiến cho mọi người xung quanh phải lo lắng xem liệu hắn ta có mất quá nhiều máu mà chết hay không. Trò náo nhiệt đã kết thúc mà tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều chưa vội rời đi, bọn họ chỉ cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn, bèn đứng đó mà hồi tưởng lại những ký ức vừa rồi. Dương Quan Quan vội vàng chạy tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn,
sau đó hỏi, anh không sao đấy chứ? Tề Đẳng Nhàn thấp giọng nói với cô ta, cô mau đỡ tôi một chút đi, tôi sắp không duy trì được phong độ của một bậc tông sư nữa rồi. Dương Quan Quan sửng sốt, sau đó vội vàng giơ tay lên đỡ lấy hắn. Tề Đẳng Nhàn dồn hết trọng lượng của mình vào Dương Quan Quan, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn cứ vậy mà ngã xuống thì chẳng phải là quá mất mặt rồi hay sao? Long Á Nam cũng bước tới chỗ này, cô ta nói, bây giờ tôi đã không thể miêu tả anh bằng một chữ mạnh đơn giản nữa rồi, anh mạnh đến mức có chút hơi quá khoa trương. Ngày hôm nay tôi thực sự đã rất bất ngờ, anh đã khiến tôi phải nhìn anh với con mắt khác đấy. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, cô thấy như thế nào thì có liên quan gì tới tôi? Long Á Nam sửng sốt, sau đó trên trán cô ta đầy những vạch đen, cô ta thầm nghĩ trong lòng rằng nếu như bây giờ bản thân đấm vỡ cái đầu chó của Tề Đẳng Nhàn thì chắc cũng được chứ nhỉ? Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn reo vang, hắn mở ra xem thử, quả thực là Ngọc Tiểu Long vừa gọi tới. Tin tức của cô cũng nhanh nhạy ra phết đấy nhỉ? Tề Đẳng Nhàn nói. Chúc mừng anh đã vượt qua bài sát hạch, Ngọc Tiểu Long nói, giọng nói của cô vừa thoải mái lại vừa chứa đựng sự chân thành không thể diễn tả được thành lời, có thể thấy cô đang thực sự vui mừng thay cho thành công mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới đạt được. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu rồi nói, chuyện này thì có cái gì đáng để chúc mừng cơ chứ, không phải cũng chỉ là chuyện nằm trong dự kiến thôi sao? Có điều nếu như cô nhất quyết muốn chúc mừng thì cứ tặng cho tôi hai phong bao lì xì thật dày là được. Ngọc Tiểu Long bèn trực tiếp cúp điện thoại ngay lúc đó, đúng là tính tình ngay thẳng của cô không thể dính dáng quá lâu với một tên tự kỷ cà lơ phất phơ như Tề Đẳng Nhàn được. Long Á Nam nói, lẽ ra anh đừng có nói chuyện với tiểu thư như thế chứ, không được đâu, cô ấy ghét nhất là có ai pha trò đùa giỡn trong lúc đang bàn chuyện chính sự cùng với cô ấy đấy. Tôi cứ thích nói thì làm sao? Nét mặt của Tề Đẳng Nhàn vẫn cực kỳ gợi đòn, hắn chỉ biếng nhác đáp lại cô ta bằng một câu. Dương Quan Quan hỏi hắn, chúng ta quay về nghỉ ngơi được chưa? Tề Đẳng Nhàn trả lời cô ta, đợi tôi một lúc đã. Sau đó hắn lại ngồi xuống thêm một lần nữa, bắt đầu điều hòa lại khí huyết để tiến nhập vào trạng thái trầm mặc tĩnh tâm. Trong lúc đó thì Dương Quan Quan và Long Á Nam cùng đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi hắn, cả hai người cùng trao đổi với nhau về những điều tâm đắc mà bọn họ đã rút ra được sau khi quan sát 4 trận chiến vừa rồi. Thiên phú và khả năng giác ngộ của Dương Quan Quan khiến cho Long Á Nam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, thậm chí Long Á Nam còn có chút ghen tị với Dương Quan Quan. Sau nửa tiếng đồng hồ, Tề Đẳng Nhàn mở mắt ra, tơ máu phủ kín lòng trắng trong mắt hắn đã mất đi không ít, cả người trông cũng không còn mệt mỏi như lúc trước nữa, hiển nhiên là hắn đã hồi phục được không ít khí huyết rồi. Cái chiêu cự mãng thổ đan này không thể tùy tiện sử dụng bất cứ lúc nào được. Đặc biệt là đối với người có cấp bậc như tôi, do khí huyết quá dồi dào nên áp lực tạo ra chèn ép lên trái tim cũng thực sự quá lớn. Tề Đẳng Nhàn nói. Trong lúc Tề Đẳng Nhàn nói chuyện, Dương Quan Quan vẫn còn ngửi được một chút mùi tanh của máu tươi. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cao tầng nằm ở bên cạnh đạo quán, một người phụ nữ mặc bộ áo gió màu đen đang nói chuyện. Cuộc thi khảo sát đã kết thúc rồi phải không? Đúng vậy, thưa Kiều tiểu thư. Các anh hãy chú ý đề phòng, nhất định phải bảo đảm rằng anh ấy sẽ được bình an vô sự. Sư phụ đã nói rằng những người kia cực kỳ đê tiện, chắc chắn là bọn họ sẽ có phương án dự phòng. Hiểu rồi à. Chỉ cần một cuộc trò chuyện đơn giản cũng đã đủ để nêu ra thân phận của người phụ nữ kia. Cô ta chính là Kiều Thu Mộng, không biết từ lúc nào mà cô ta đã đặt chân tới Ma Đô rồi. Hơn nữa cô ta còn tiếp quản vĩnh dạ quân của thế giới ngầm dưới lòng đất cực kỳ nổi tiếng do Sở Vô Đạo sáng lập nên. Thông qua kính viễn vọng, Kiều Thu Mộng nhìn thấy ba người Tề Đẳng Nhàn đã rời khỏi đạo quán và đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng cũng cùng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, ông ta chậm rãi đi tới và đứng chặn ở ngay trước con đường mà ba người phải đi qua. Hồng Thiên Đô. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà tỏ ra cảnh giác, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén. Không ngờ người xuất hiện ở nơi này lại là một boss lớn như Hồng Thiên Đô, lần trước Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long đã liên thủ với nhau nhưng vẫn không thể giữ chân ông ta lại, điều này khiến cho hai người cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hồng Thiên Đô chắp tay với Tề Đẳng Nhàn rồi nói, Tề sư phụ, lâu rồi chưa gặp lại. Long Á Nam lạnh lùng nói, Hồng Thiên Đô, ông thật là to gan, không ngờ ông lại dám ngang nhiên xuất hiện ở một nơi như thế này. Hồng Thiên Đô căn bản không muốn để ý đến một con châu chấu bé nhỏ như Long Á Nam, ông ta chỉ nói với Tề Đẳng Nhàn, hôm nay tôi tới đây là để đánh chết cậu, hoặc là bị cậu đánh chết. Nếu như là lúc bình thường thì dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn sẽ không bao giờ lùi bước, nhưng lần này thì thể lực và cơ thể của hắn đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn đã khôi phục được một chút khí huyết nhưng nếu phải chống lại một cao thủ như Hồng Thiên Đô thì hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Chao ôi, có một vài người sống thật là đê tiện, quả thực khiến người ta không kịp đề phòng mà. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà thở dài. Sau đó quay sang lắc đầu với Dương Quan Quan và Long Á Nam. Hai cô mau dắt nhau chạy đi, ông ta đang nhắm vào tôi đấy. Dương Quan Quan cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tới từ Hồng Thiên Đô, tuy rằng cô ta chưa từng đối mặt với người đàn ông này một lần nào nhưng giờ phút này tóc gáy của cô ta đều đã dựng đứng cả lên, khắp cả người cô ta nổi đầy da gà da vịt, cứ như thể người đàn ông đang đứng trước cô ta là một ác ma đã bỏ ra từ giữa núi thây biển máu. Long Á Nam nói, chúng ta liên thủ với nhau thôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cái, sau đó bình tĩnh nói, nếu người có mặt ở đây lúc này là Ngọc Tiểu Long thì còn tạm được, nếu mà là cô thì sẽ không được đâu, mau đi đi. Dương Quan Quan cũng trầm giọng nói, Long trưởng quan, chúng ta phải đi mau. Long Á Nam ngạc nhiên nhìn cô ta. Vậy nhưng Dương Quan Quan không nói thêm một câu nào nữa, cô ta chỉ nghiêm túc nhìn Hồng Thiên Đô. Một lúc sau mới tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tôi đã nhớ kỹ rồi, diện mạo của ông, thân hình của ông, khí tức của ông, còn cả khí chất của ông nữa, nhất định tôi sẽ tìm đến báo thù ông, nhất định tôi sẽ đánh chết ông. Cho dù ông có trốn tới tận chân trời góc biển thì nhất định tôi cũng sẽ tìm được ông. Nhất định, nhất định. Trong lúc nói ra những lời này, có một vài giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của Dương Quan Quan. Sau khi nghe được những gì mà Dương Quan Quan vừa mới nói, Long Á Nam sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Còn về Tề Đẳng Nhàn thì hắn lại nhìn Dương Quan Quan bằng ánh mắt tán thưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như là Dương Quan Quan của lúc trước thì chắc hẳn là cô ta sẽ không nói ra những lời thoạt nghe thì có vẻ ngu ngốc liên quan đến chết với chóc như thế này, nhưng Dương Quan Quan của bây giờ thì đã khác rồi. Hồng Thiên Đô cũng phải bật cười rồi nói, được thôi, xin mời cô hãy cứ tự nhiên. Dương Quan Quan lại trầm giọng nói với Long Á Nam, đi thôi. Khi xoay người bỏ đi thì Dương Quan Quan thậm chí còn không dám quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn, bởi vì cô ta chỉ sợ rằng nước mắt của mình sẽ rơi xuống. Cậu đừng nghĩ là tôi đê tiện nhé, đây là phương pháp xử lý đơn giản nhất và thực tế nhất mà thôi. Hồng Thiên Đô quay sang nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi bước lại gần hắn. Được thôi, Tề Đẳng Nhàn có vẻ vô cùng thoải mái, nhưng chuyện này không hề có nghĩa là hắn đang chuẩn bị sẵn sàng đi chịu chết. Hồng Thiên Đô hỏi hắn, cậu đang mệt chết đi được rồi phải không? Khắp cơ thể cậu không có một chút sức lực nào, hơn nữa trái tim của cậu đã bị tổn thương rồi, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi máu đấy. Càng lúc ông ta càng tiến tới gần hơn nữa. Vào giờ phút này, Tề Đẳng Nhàn đã hiểu ra một điều rằng đây chính là nguy cơ chết chóc lớn nhất từng xảy đến với hắn kể từ khi hắn vừa mới sinh ra cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên có vẻ như bây giờ thì trước mắt hắn chưa có phương pháp nào để hóa giải nguy cơ chết chóc này cả. Tốt nhất là cậu nên cầu mong cho cô ta báo thù thay mình kể từ giờ là vừa rồi đấy. Hồng Thiên Đô vừa mỉm cười vừa nói. Nhưng đúng vào khoảnh khắc Hồng Thiên Đô chuẩn bị ra tay thì bỗng dưng cơ thể của ông ta lại lay động một cái, sau đó ông ta ngả người thật mạnh về phía sau. Bằng! Một tiếng súng vang lên, đó là tiếng súng nổ đã được xử lý qua ống hãm thanh nhưng âm thanh mà nó tạo ra lại không hề nhỏ chút nào. Một viên đạn bay xuống vị trí mà Hồng Thiên Đô vừa mới đứng ban nãy, khiến cho đá vụn và bụi bặm ở dưới đất bay lên tung tóe. Bằng! Lại có thêm một tiếng súng vang lên, nhưng Hồng Thiên Đô đã không còn ở vị trí ban nãy nữa, ông ta nhanh chóng xoay người chạy sang hướng khác. Bằng, 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 bằng. Những âm thanh đến từ súng bắn tỉa liên tục vang lên, tất cả đến từ tận ba góc độ hoàn toàn khác nhau.
Cơ thể của Hồng Thiên Đô liên tục di chuyển qua lại trên đất bằng, ông ta đã vận dụng thân pháp của bản thân đến mức cực hạn, không một phát súng nào bắn ra có thể nhắm trúng vào mục tiêu là ông ta. Ba tay súng thiện xạ còn đang ẩn nấp ở đâu đó để tấn công mình, cái tên này đã ra tay sắp xếp một sự chuẩn bị kỹ càng như thế này sao? Nói cách khác thì hướng đi của mình đã bị phe bên kia dự đoán trước từ lâu lắm rồi. Hồng Thiên Đô thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng không thể không ngạc nhiên và kinh sợ, hắn không ngờ rằng lại có ba tay súng thiện xạ đang bảo vệ mình, hơn nữa ba người này còn vô cùng ăn ý, tiếng súng hầu như chưa bao giờ ngừng lại, cho thấy rõ ràng là bọn họ đã từng nghiên cứu cẩn thận về cách đối phó với những cao thủ võ học. Chẳng lẽ bọn họ là do Ngọc Tiểu Long sắp xếp? Hẳn là không phải, nếu không thì Long Á Nam sẽ biết chứ. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hồng Thiên Đô, nở một nụ cười rồi ngồi xuống ngay tại chỗ. Hồng Thiên Đô nhíu nhíu mày, ông ta cảm thấy có hơi khó chịu, cứ mỗi lần ông ta muốn tiếp cận những vị trí gần với Tề Đẳng Nhàn thì sẽ lại có một phát súng chặn đứng bước chân của ông ta. Kỹ thuật bắn súng của ba tay súng kia cực kỳ chuẩn xác không ai sánh được, nếu như không phải công lực của ông ta đã đạt đến cảnh giới cao như thế này thì có lẽ ông ta đã bị bắn chết từ lâu lắm rồi. Cậu nói tôi là kẻ đê tiện nhưng thực ra cậu cũng chẳng kém cạnh tôi chút nào đâu, không ngờ cậu lại sắp xếp kế hoạch chu đáo và tỉ mỉ như thế đấy. Hồng Thiên Đô cười to một tiếng, cả người lùi về phía sau với tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi đột nhiên Hồng Thiên Đô lại uốn người một cái để tránh né, sau đó cả người ông ta nhanh chóng vọt đến đằng sau một bức tường nào đó. Hiện tại có ba tay súng thiện xạ đang âm thầm bảo vệ Tề Đẳng Nhàn, dĩ nhiên rất khó để ông ta có thể ra tay giết chết được hắn. Huống chi tuy bây giờ Tề Đẳng Nhàn đã là nỏ mạnh hết đà nhưng hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng đỡ được một đến hai chiêu thức của ông ta. Quả nhiên cuối cùng thì khoa học kỹ thuật mới là vô địch trong thiên hạ, còn sức người thì vẫn luôn có hạn mà thôi. Cho dù võ công có cao siêu đến đâu thì cũng phải sợ súng, chỉ cần một viên đạn trúng vào người là sẽ thủng một lỗ khó có thể chữa lành được. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Tề Đẳng Nhàn cảm nhận được rằng Hồng Thiên Đô đã chạy đi một nơi rất xa rồi. Sau khi quan sát một lúc lâu, ba tay súng thiện xạ kia cũng bắt đầu rút lui. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy rồi phủi phủi bụi đất trên người, sau đó hắn rút điện thoại ra gọi cho Dương Quan Quan và nói với cô ta, ê này, cô mau tới đón tôi đi, tôi vẫn chưa chết đâu đấy. Dương Quan Quan vừa trả lời điện thoại vừa khóc nức nở, tôi sẽ quay lại ngay đây. Ban nãy Dương Quan Quan nghe lời Tề Đẳng Nhàn mà rời khỏi nơi đó, dĩ nhiên không phải là do cô ta nhát gan sợ chết mà là do cô ta hiểu rất rõ một điều rằng cô ta có ở lại nơi này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng qua cũng chỉ khiến cho trong tay của Hồng Thiên Đô có thêm một cái mạng mà thôi. Điều duy nhất mà Dương Quan Quan có thể làm khi ấy chính là ngoan ngoãn rời khỏi bãi đỗ xe kia, sau đó nỗ lực tu luyện võ công, mai sau tự tay giết chết Hồng Thiên Đô để báo thù cho Tề Đẳng Nhàn. Sau khi quay trở lại vị trí ban nãy, Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang ngồi ở ven đường chơi điện thoại di động, thậm chí hắn còn chơi rất nhập tâm. Có lẽ là bởi vì Tề Đẳng Nhàn đã mệt mỏi dã rồi nên khi Dương Quan Quan đến gần thì hắn thậm chí không thể phát hiện ra cô ta, mãi đến lúc Dương Quan Quan đã đứng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn thì hắn mới vội vàng tắt táp điện thoại đang phát một video tên là Tất Gia Chân Màu Đen Nhân Đôi Sung Sướng 2.0 hay gì đó. Xem ra anh cũng chẳng hề hấn gì đâu nhỉ, cô gái ở trong video đó có xinh đẹp lắm không? Dương Quan Quan cười lạnh rồi hỏi. À, thân hình của cô ta đẹp thì có đẹp, nhưng cũng chỉ là kiểu đẹp đại trà thôi ấy mà. Tề Đẳng Nhàn đáp. Dương Quan Quan lại tiếp tục cười nhạt, chỉ sợ câu tiếp theo của hắn sẽ là người duy nhất khiến cho tôi cảm thấy thú vị chỉ có mình cô thôi ấy nhỉ. Nhưng Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, nhưng đó là toàn bộ những gì tôi mong muốn rồi. Chấm chấm chấm. Dương Quan Quan cạn lời nhìn Tề Đẳng Nhàn, đột nhiên cô ta có cảm giác rằng kể cả nếu như cái tên này thực sự bị người ta đánh chết thì cũng không đáng để cho cô ta khóc lóc thương tâm như vậy. Nhưng đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, Dương Quan Quan vẫn không nhịn được mà nhào vào ôm lấy hắn. Cuối cùng thì dáng người của thư ký Dương vẫn là đẹp nhất. Tề Đẳng Nhàn không thể không tự nhủ trong lòng một câu như vậy. Dương Quan Quan khóc như lê hoa đái vũ. Lần cuối cùng mà cô ta khóc với bộ dạng khó coi như vậy là khoảnh khắc mà cô ta nghĩ rằng mẹ mình đã rời bỏ mình rồi. Chính Dương Quan Quan cũng không ngờ được rằng,
chưa được bao lâu trôi qua kể từ lúc ấy mà Tề Đảng Nhàn đã trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô ta. Cô đang khóc tang hay gì đấy? Tề Đảng Nhàn không vui hỏi. Ừ thì tôi muốn đánh chết anh rồi sau đó khóc tang cho anh đấy. Dương Quan Quan giận dữ nói bằng giọng nức nở nghẹn ngào, cô ta thầm nghĩ rằng cái tên này đúng là loại người không có lương tâm, không biết nói chuyện hay sao vậy, nếu không biết nói chuyện thật thì cứ tốt nhất là cứ câm miệng đi. Long Á Nam đứng ở phía xa xa nhìn cảnh tượng ấy, cô ta không nhịn được mà cười nhạt hai tiếng rồi thấp giọng mắng một câu, xì, đồ đàn ông tồi tệ. Sau khi đã điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, Dương Quan Quan lau khô nước mắt rồi nói, đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào. Dien giơ tay lên lau sạch một ít nước mắt vẫn còn sót lại trên má cô ta rồi đáp, thế thì không được, tôi phải ăn một bữa thật ngon trước đã. Bụng tôi dẹp lép đến mức tôi sắp chết đói đến nơi rồi này. Chính bản thân Dương Quan Quan cũng biết giao chiến với người khác là một chuyện tiêu tốn rất nhiều thế lực. Chính bản thân cô ta cũng phải cố sống cố chết mà ăn cơm sau mỗi lần luyện công, tuy lượng cơm mà cô ta ăn nhiều gấp mấy lần so với bình thường nhưng vóc dáng của cô ta lại không hề mập lên một chút nào, điều đó cho thấy số năng lượng mà cô ta đã tiêu hao trong những buổi luyện công ấy thực sự quá kinh khủng. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Anh có sắp xếp người bảo vệ anh à? Lúc này Long Á Nam ở đằng xa mới bước đến chỗ họ. IQ của Long Á Nam cao hơn nhiều so với Tề Đẳng Nhàn, cô ta biết rằng nếu ban nãy bản thân xuất hiện thì sẽ bị biến thành một cái bóng đèn siêu cấp khổng lồ. Tề Đẳng Nhàn cau mày đáp lời Long Á Nam, không phải, chính tôi cũng không biết là người nào muốn bảo vệ tôi nữa. Ban đầu tôi còn phải tự hỏi bản thân xem liệu có phải là Ngọc Tiểu Long sắp xếp hay không. Long Á Nam lắc đầu, nếu như những người kia là do Ngọc Tiểu Long sắp xếp thì chắc chắn cô ta sẽ biết chuyện. Có điều dù sao đi chăng nữa thì cái mạng này của tôi cũng được cứu rồi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, hình như hắn không hề thở phào nhẹ nhõm vì đã chút được một gánh nặng sau khi sống sót qua tình huống hiểm nghèo. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp bỏ rơi Long Á Nam, sau đó bảo Dương Quan Quan dẫn mình đến quán ăn. Đi vào bên trong quán ăn. Mấy đĩa thịt bò lớn nhanh chóng bị tống hết vào trong bụng của Tề Đẳng Nhàn, ngay cả phần xương tủy cứng ngắc đã được nấu nhừ cũng bị hắn nhai nát mà nuốt xuống bụng ăn cùng với thịt. Trong lúc bọn họ đang dùng bữa thì Ngọc Tiểu Long còn gọi điện thoại đến để hỏi thăm tình hình một chút, cuối cùng cô ta chỉ nói một câu bằng giọng hết sức lạnh nhạt, anh không sao thì tốt rồi. Có điều Tề Đẳng Nhàn vẫn có thể nhận ra được sự quan tâm trong giọng nói của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long là người hiểu rõ nhất rằng Hồng Thiên Đô là loại người nguy hiểm đến mức độ nào, nếu như Tề Đẳng Nhàn đã có thể thoát khỏi bàn tay của Hồng Thiên Đô mà giữ lấy mạng mình trong tình huống đã cạn kiệt thể lực thì có thể nói là hắn đã được ông trời chiếu cố hết mức. Sau khi ăn cơm xong, Tề Đẳng Nhàn không muốn trở về nghỉ ngơi, dẫn theo Dương Quan Quan đi xem phim bom tấn mới công chiếu, nói là nghỉ ngơi thư giãn thì không nhất định là phải ở nhà. Dương Quan Quan cảm thấy cũng có lý. Xem xong một bộ phim thì đã hơn 9 giờ. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn lại kéo cô chui vào một cửa hàng PS, nói là để cho cô ta dạy mình chơi game. Dương Quan Quan trước đó là dựa vào phát sóng trực tiếp chơi trò chơi để kiếm tiền, Tề Đẳng Nhàn đâu phải là đối thủ, bị ngược đến chết đi sống lại. Chẳng qua, mặc dù là đang bị ngược, nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn rất kiên trì, cho dù chết vô số lần thì vẫn có thể kiên cường đứng lên để tái chiến lần nữa. Ngoài đời thực, Dương Quan Quan không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong trò chơi, lại có thể dùng những liên chiêu để làm hắn chết trên không trung luôn, đến hạ xuống đất cũng không hạ được. Thời gian lúc này, thường thường trôi qua rất nhanh, vừa tính tiền ra cửa, ô hô, đã sắp 3 giờ sáng. À, đã trễ như vậy rồi, thật là khó bắt taxi, Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Vừa vặn. Hai chiếc taxi trống đã chạy song song ở đoạn đường trước mặt, thậm chí còn bấm còi trước, muốn xem bọn họ có vẫy tay hay không. Dương Quan Quan quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn ngượng ngùng ho khan hai tiếng, tài xế này, cũng quá biết đám đi, chó thật. Xe vậy mà còn rất nhiều, nhưng trở về bằng xe buýt trong hơn một giờ thì thật sự là quá mệt mỏi rồi. Tề Đẳng Nhàn ngáp dài nói. Có phải sắp tới anh muốn nói? Khách sạn kia cũng không tệ lắm nhỉ. Ánh mắt Dương Quan Quan nhìn nghiêng về phía đối diện. Ôi, làm sao cô biết, trước kia từng ở qua ở đây à? Tề Đẳng Nhàn hỏi.
Dương Quan Quan đối với sự vô liêm sỉ của hắn chỉ có thể giơ ngón giữa lên. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nói, cô có biết phó lão viết ba chữ thiên hành kiện, có hàm ý gì không? Dương Quan Quan không nghĩ tới hắn thoáng cái đã đứng đắn như vậy, không khỏi ngẩn người, nói, xuất phát từ quẻ càn của Dịch Kinh, quân tử lấy đó mà không ngừng vươn lên, tôi biết mà. Thiên hành kiện, mỗi ngày đều cần làm việc để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tề Đẳng Nhàn nói. Anh thôi đi, Dương Quan Quan bị chọc cười, đưa tay đấm hắn, kết quả Tề Đẳng Nhàn lại chạy trốn, cô vung nắm đấm đuổi theo hắn. Một đuổi một chạy này, vậy mà lại để cho Tề Đẳng Nhàn dẫn tới cửa khách sạn. Đến cửa lớn, Dương Quan Quan mới biết rõ mình trúng kế. Tề Đẳng Nhàn lần này không cho cô cơ hội, kéo tay cô ta, kéo luôn vào trong khách sạn. Đồ chó! Dương Quan Quan nhìn không được mà chửi thầm, tim đập như trống, hoảng hốt vô cùng. Lúc cô lấy chứng minh thư ra, cơ hồ muốn đưa đầu giấu vào trong lồng ngực mình, trong lòng không ngừng mắng tên IQ thấp này, nếu có dự mưu, không biết phải đặt phòng trước sao. Đi thang máy lên tầng, thẻ phòng trượt một cái rồi mở cửa, cắm vào khe cắm thẻ, trong phòng nhất thời sáng đèn lên. Dương Quan Quan luống cuống tay chân đứng ở cửa, khẩn trương giống như một cục sắt, đến động đậy cũng không dám. Bỗng nhiên, đèn tắt, thì ra là Tề Đẳng Nhàn người này không biết từ lúc nào đã rút thẻ ra. Ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại, làm mắt người tự nhiên không thích ứng được, hơn nữa cửa sổ còn kéo rèm, trong phòng có thể nói là trong nháy mắt đã thành đưa tay không thấy năm ngón tay. Dương Quan Quan chỉ có thể dựa vào cảm giác mà nhận ra trong bóng tối có người tập kích mình, sau đó lưng cô đã đụng vào cánh cửa, hô hấp nóng rực kia, sức lực kia, cơ bắp đầy đặn kia, khiến cho cô ta vô cùng hoài nghi đối phương là một con dã thú. Anh quá hèn hạ, Dương Quan Quan không khỏi thấp giọng phản kháng. Tôi cũng không muốn lần sau thiếu chút nữa là bị người đánh chết, mới nhớ tới cây cải trắng tươi ngon mọng nước mà mình nuôi còn chưa ủi mất. Tề Đẳng Nhàn không biết liêm sỉ nói. Đợi đến khi mắt thích ứng với bóng tối, có thể miễn cưỡng nhìn rõ, Dương Quan Quan mới phát hiện mình váng đầu mà ngã nằm trên giường. Đột nhiên, đèn đầu giường sáng lên. Dương Quan Quan kinh hoàng vươn tay tắt lại. Đợi Tề Đẳng Nhàn bật đèn. Dương Quan Quan lại tắt đèn. Không được bật đèn, Dương Quan Quan nghiêm khắc cảnh cáo. Vì thế, ánh đèn trong phòng lúc sáng lúc tối đổi qua đổi lại hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể nhượng bộ, đối mặt với Dương Quan Quan đang giận dỗi mình, này, tôi không bật là được rồi mà. Dương Quan Quan hừ nhẹ một tiếng, kéo chăn lên cao, cuộn mình lại, giống như đang bọc nem rán vậy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình rất mệt mỏi, dù sao sau khi trải qua chiến đấu cường độ cao cũng không nghỉ ngơi nhiều, lần này lại tiêu hao thể lực, cũng thật không sợ tự làm mình đột tử. Hắn không biết ngủ từ lúc nào, cũng không biết Dương Quan Quan từ trong nem chui ra từ lúc nào, sau đó lại chui vào trong ngực hắn. Chuyến này đại khái là 5 giờ sáng mới ngủ. Đây là thời gian mà thường ngày Dương Quan Quan người ta thức dậy để nghe tiếng gà gáy mà luyện võ. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy một giấc ngủ này rất trầm, giữa chừng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hình như nhìn thấy đôi mắt như nước mùa thu của thư ký Dương, mí mắt nhắm lại, giống như đã trải qua mấy giờ, lại giống như chỉ qua vài phút, đã nhìn thấy thư ký Dương đang mờ mịt ngồi ở đầu giường, một tấm lưng bóng loáng đến không mức thể bắt bẻ đang đối diện với mình. Muốn đưa tay vuốt ve một chút đi. Mí mắt lại nặng vô cùng, lại ngủ một giấc, lần này tỉnh lại, đã là 4 giờ chiều. Anh không sao chứ, anh đã ngủ trong một thời gian rất dài rồi. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Dương Quan Quan ngồi ở trước mặt mình, ân cần nhìn hắn. Tôi nghỉ ngơi một chút, Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, mí mắt tiếp tục đánh nhau, lại điên cuồng ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ nữa. Dương Quan Quan lần này thật sự có chút nóng nảy, cảm thấy hắn ngủ quá lâu. Có chút không bình thường. Cũng may đợi đến lúc 9 giờ là Tề Đẳng Nhàn tỉnh lại, hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng trên mặt còn khó nén vẻ mệt mỏi. Dương Quan Quan hỏi, có muốn đến bệnh viện khám không? Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, lắc lư vài cái, người ngủ đến nỗi mơ màng cả da, nói, tôi không sao, chỉ là quá mệt mỏi, hiện tại đã tốt rồi. Dương Quan Quan sờ sờ đầu hắn, phát hiện hắn không bị sốt, cũng thoáng yên tâm. Mẹ kiếp, vậy mà lại ngủ cả ngày. Tề Đẳng Nhàn nhìn đồng hồ, đầu óc còn có chút bối rối.
Đúng vậy, anh giống như một con lợn vậy. Dương Quan Quan bất mãn nói. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng hồi hồn, nhìn hai gò má của Dương Quan Quan có thêm chút khí chất khác biệt, vui vẻ cười khà khà khà. Sắc mặt Dương Quan Quan trong nháy mắt đỏ bừng, cắn răng nói, cười cái em gái anh ý, anh còn cười, không được cười. Tề Đẳng Nhàn nói, thư ký Dương vẫn là coi trọng chữ tín. Dương Quan Quan có chút hổn hển. Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra, ôm cô vào lòng, nói cuối cùng cũng lừa được người, sau này tiếp tục lừa cô có được không? Dương Quan Quan nhẹ nhàng nhéo thắt lưng hắn một cái, tỏ vẻ kháng nghị. Đi ăn đi, Tề Đẳng Nhàn sờ sờ tóc cô, mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn kéo tay Dương Quan Quan rời khỏi khách sạn, đến một quán thịt nướng ngồi xuống, sau khi gọi một bàn lớn, không quên để cho ông chủ lên một tá hàu sống và năm xiên thận dê. Hàu với thận dê bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới. Dương Quan Quan nhìn không được mà hung hăng trừng mắt. Tề Đẳng Nhàn làm bộ như không phát hiện. Ông chủ thì nhìn Dương Quan Quan một cái, sau đó quay đầu nướng thịt, trong lòng ghen tị, nếu mình có bạn gái như vậy, một ngày mình cũng ăn năm xiên thận dê. Không, năm xiên có lẽ cũng không đủ, phải 10 xiên. Nào, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Trận chiến ngày hôm qua cô đã xem toàn bộ quá trình, cảm giác xem xong thấy thế nào? Lần này, tôi muốn cô viết biến trận chiến này vào thực chiến thuật chân của tôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Dương Quan Quan, mỉm cười nói. Dương Quan Quan nói về trận đấu ngày hôm qua, mặt mày cũng hớn hở hơn một chút, lời nói trong nháy mắt cũng trở nên nhiều hơn. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan vừa ăn khuya uống bia, vừa nghiêm túc phân tích mấy trận đấu trong ngày hôm qua. Sau khi trao đổi xong, Dương Quan Quan cảm thấy mình được lợi không nhỏ, rất nhiều chỗ nghĩ không ra, đã có cảm giác thì ra là vậy. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn bảo cô đọc, viết như thế nào trong thực chiến thuật chân, rồi sửa lại cho cô những phần cô giảng giải sai. Dương Quan Quan cảm thấy loại cảm giác này thật tốt, có đề tài chung như vậy, là đang không ngừng thúc đẩy tình cảm kỳ diệu giữa hai người. Thư võ học này, làm cho Dương Quan Quan hoàn thành thăng hoa và lột xác. Càng làm cho cô thấy rõ hơn về tình cảm của mình, bởi vì, cô ta càng ngày càng cảm thấy khi cùng Tề Đẳng Nhàn thảo luận về võ học, là một chuyện rất tốt đẹp. Các cặp vợ chồng bình thường có thể thông qua việc cùng nhau đi mua sắm, xem phim, chơi trò chơi để thúc đẩy cảm xúc, nhưng cô và Tề Đẳng Nhàn lại thông qua việc trao đổi võ học, cảm giác như vậy, vô cùng kỳ diệu. Đúng như lời cô nói lúc trước, có một loại cảm giác như một đôi thần điêu đại hiệp vậy. Uy lực cuối cùng mà cự mãng thổ đan bộc phát ra, quả thực là rất dọa người, chẳng qua, may mà Diệp Phi Lưu khinh thường, nếu không anh không nhất định sẽ thắng. Dương Quan Quan kết luận. Vừa muốn làm điếm, vừa muốn lập đền thờ sẽ gặp kết cục như vậy. Hắn sợ người ta nói cứ thay phiên đánh là thắng tôi, thắng mà không bằng võ, cho nên muốn không có binh khí mà thắng tôi, ít nhiều cũng có chút thể diện. Dù sao cũng là hào long đảm mà, thanh danh lớn như vậy. Dùng đại thương mà thắng trận thay phiên nhau lên đánh, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Mấy loại như thanh danh này nha, có nhiều người chịu khổ vì nó rồi. Tề Đẳng Nhàn ăn thận dê, vừa mới cắn xuống, dầu mỡ đã bắn ra tí tách, trong lòng cảm khái, phát huy tối nay của anh đây, dựa vào mày cả đấy. Dương Quan Quan nói, chẳng qua, anh đã sử dụng chiêu cự mãng nhả đan, trái tim bị tổn thương cũng rất nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi thật lâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, tổn thương của tôi nhất định là nặng hơn cô, chẳng qua, các chức năng của thân thể tôi lại mạnh hơn cô, tốc độ khôi phục tự nhiên sẽ nhanh hơn cô. Diệp Phi Lưu chơi đùa với đại thương, không có sức lực, làm sao có thể di chuyển một cái cột lớn dài hơn 2 thước, nặng 30 cân. Nhưng hắn thoáng cái đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh bay ra ngoài, răng miệng đầy miệng đều dùng hết, có thể tưởng tượng được, lực lượng của một chiêu băng quyền kia. Có bao nhiêu khủng bố, quả thực chính là một lực phá vạn pháp. Bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ, trò chuyện tự nhiên cũng rất vui vẻ, bất chi bất giác, hơn một thùng bia cứ như vậy mà bị uống sạch. Dương Quan Quan đứng lên mới phát hiện mình choáng váng. Vừa nhìn thời gian, khá lắm, lại đến rạng sáng nữa. Thượng Hải vẫn có chút lạnh, gió thổi tới, có chút lạnh thấu xương. Thấy Dương Quan Quan run rẩy một cái. Tề Đẳng Nhàn cởi áo khoác của mình ra mà quấn vào người cô, thuận tay ôm người vào trong ngực luôn, nói, Thượng Hải vẫn là rát lạnh nha,
dù sao cũng là ven biển, rất ẩm ướt. Dương Quan Quan nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không hỏi đi đâu, tự giác đi theo bước chân của Tề Đẳng Nhàn. Loại đồ chơi như rượu này vẫn có chút tác dụng, có thể làm cho người ta càng thêm can đảm, cũng có thể thôi thúc loại cảm xúc nào đó. Tề Đẳng Nhàn ăn năm xiên thận dê vẫn rất mạnh mẽ, hơn nữa, hôm nay Dương Quan Quan cũng không cứng rắn yêu cầu hắn phải tắt đèn. Hắn cảm thấy bát quái ma trưởng mình đã luyện nhiều năm xem như không uổng công. Sóng to gió lớn, không phải loại người nhàn rỗi có thể khống chế được. Cũng may hắn là Tề Đẳng Nhàn, há có thể là hạng người bình thường. Thư ký Dương đây là muốn đi đâu thế, ở lại nằm thêm một lát cùng ông chủ đi. Ngày hôm sau Tề Đẳng Nhàn bị Dương Quan Quan đang lén lút muốn đứng dậy kinh động đến, run tay bắt lấy người ta, mạnh mẽ kéo trở về. Luyện công nha, hai ngày không luyện rồi đó. Dương Quan Quan nghiêm túc nói, loại chuyện này chính là đi thuyền ngược dòng nước, tôi đang ở thời kỳ tăng cường công phu, không thể chậm trễ. Chậm trễ một hai ngày cũng không có việc gì, Tề Đẳng Nhàn ngáp dài nói. Lúc trước anh cũng không có nói như vậy, Dương Quan Quan không vui nói. Đó là lúc trước, không phải bây giờ, Tề Đẳng Nhàn nói. Đồ chó tiêu chuẩn kép, Dương Quan Quan nhìn không được chửi một câu. Tề Đẳng Nhàn làm sao có thể để một thư ký lộng quyền ra tay với ông chủ lớn của mình. Xoay người, lập tức bịt miệng người ta lại. Dương Quan Quan sau cùng đã trải qua trăm ngàn ngăn cản mà ăn mặc chỉnh tề, cảm giác mặc được quần áo còn khó hơn lấy kinh, luôn có yêu quái muốn lột áo cả xa ăn thịt đường tăng. Người trẻ tuổi không nên bị trì hoãn vì sắc đẹp, bị mông muội ám vào quyết tâm tiến thủ. Dương Quan Quan hừ hừ nói. Manh muội, làm gì có manh muội? Tề Đẳng Nhàn vừa bình tĩnh tinh thần lại, lớn tiếng hỏi. Cách phát âm của mông muội mù quáng giống với manh muội, em gái dễ thương, cả hai đều là méng mầy, Tề Đẳng Nhàn cố ý nói nhầm. Lời này làm cho Dương Quan Quan ngây ngẩn cả người, sau đó giơ nắm đấm lên, một bộ dáng như muốn đấm vỡ đầu chó của hắn. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, nói giỡn thôi. Dương Quan Quan hừ lạnh một tiếng. Tề Đẳng Nhàn nói, loại đàn ông trưởng thành như tôi làm sao có thể thích em gái dễ thương. Đều thích ngự tỷ trưởng thành như cô. Dương Quan Quan hoàn toàn im lặng, loại LSP lao sepi, kẻ háo sắc như này thật sự là Chúa Giêsu có tới cũng không cứu được. Tôi bây giờ có được tính là quân tử không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Anh quân tử ở chỗ nào? Dương Quan Quan đứng trước cửa sổ, ôm lấy Hỗn Nguyên Thung. Quan Quan thư cư, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi đắc thủ rồi. Còn không được tính là quân tử sao? Ý của Tề Đẳng Nhàn là, Dương Quan Quan là yểu điệu thục nữ, mà hắn có được yểu điệu thục nữ rồi thì phải là quân tử, Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không, anh là LSP. Dương Quan Quan không chút lưu tình đáp lại một câu, sau đó bả vai khẽ động, cánh tay vung lên, vút lên không trung rút ra ba cái roi tay, đánh vào không khí tạo ra tiếng bùm bùm rung động. Tề Đẳng Nhàn nhìn ba cái roi này. Sao lại có cảm giác như cô đang tát ai đó? Không có lý do gì, chỉ cảm thấy mặt có chút lạnh lẽo. Hôm nay đương nhiên không có lý do gì để ở trong khách sạn tiếp, hơn nữa, tình cảm này tiến triển đến bước này, dù sao cũng phải củng cố. Tề Đẳng Nhàn bảo Dương Quan Quan làm hướng dẫn viên dẫn mình đi dạo Thượng Hải, đi mấy nơi, chụp ảnh lưu niệm, mua chút quà lưu niệm, thỉnh thoảng lại nói hai câu tình cảm xến xúa. Cứ thế mà làm thư ký Dương vui vẻ đến nỗi ngọt ngào trong lòng. Dù sao, trong khoảng thời gian gần đây, Tề Đẳng Nhàn cũng lười suy nghĩ chuyện gì, ôm thư ký Dương mềm mại thì so với cái gì cũng thơm hơn. Này, IQ thấp, người bạn kia của cậu có thành công không? Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Trần Ngư, mở miệng ra là chào phúng như vũ bão. Bạn của tôi rất lợi hại, đương nhiên thành công rồi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm trang nói. Trần Ngư kinh ngạc nói, yo, thật đúng là kỳ quái nha, loại IQ thấp như này cũng có thể thành công, đàn ông tốt trong thiên hạ xem ra đều chết hết rồi. Mặt Tề Đẳng Nhàn có chút đen, nói, không được xúc phạm bạn của tôi như vậy. Trần Ngư cười cười, nói từ Ngạo Tuyết đã chính thức tiếp nhận rất nhiều nghiệp vụ của Triệu gia ở Nam Dương, ngày hôm qua còn mở một yến hội, mời rất nhiều người nổi tiếng ở Nam Dương đến, ngay cả Tổng thống cũng đến thăm. Tề Đẳng Nhàn than thở, tâm tư con người thay đổi rồi.
Trần gia các người độc bá Nam Dương quá lâu, cũng không chỉ có riêng những phái đối địch kia nhìn các người mà khó chịu. Ở Hoa Quốc này, các người và Triệu gia cũng không có gì khác nhau. Trần Ngư liền nói, vậy là anh muốn bình định rồi lập lại trật tự sao? Tề Đẳng Nhàn nói, Nam Dương và tôi tám xào tre cũng chẳng đụng nhau, các người ở Nam Dương làm như thế nào, một chút cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình cũng là một người đầy mâu thuẫn, một bên muốn cùng với đám người Phó Phong Vân làm xoay chuyển thế lực của Triệu gia, một bên lại cùng Trần gia độc bá Nam Dương như keo như sơn, nhìn thế nào cũng có chút tiêu chuẩn kép. Em trai Trần Liệt của tôi, mong anh nhất định phải giúp đỡ để cứu gia. Thế cục của Trần gia hiện tại, rất khẩn trương, thiếu hắn là không được. Trần Ngư bỗng nhiên chuyển đề tài, nghiêm túc nói. Bài thơ Quan Thư một của Khổng Tử. Nguyên văn. Dịch nghĩa. Quan quan kìa tiếng thư cưu. Bên cồn hót họa cùng nhau vang dày. U nhàn thục nữ thế này. Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên cũng biết Trần Ngư thẳng thắn thoải mái thả biên giới ra để khuấy đục nước sẽ gánh chịu bao nhiêu áp lực, đừng nhìn hào khí của cô ấy vượt mây, kỳ thực cũng giống như đang đi trên băng mỏng vậy. Lần này thế lực Triệu gia nhắm vào chuyện của Trần Liệt, làm cho Trần Ngư có cảm giác vô cùng khẩn trương. Trần Liệt một khi được đưa đến đế đô, quyền chủ động có thể sẽ nằm trong tay của phe Triệu gia, đến lúc đó rất nhiều sản nghiệp của Trần gia ở Hoa Quốc, chưa chắc có thể nguyên vẹn mà lui về. Một vài ông lớn khó chịu với việc Trần gia vẫn độc bá Nam Dương và Hoa Quốc đã bàn một vài điều kiện, ở hành động lần này, tất cả đều ủng hộ Triệu gia. Nếu không, cũng sẽ không điều động tiểu đội ác Triệu để làm chuyện này. Tôi biết, người của tôi tối nay sẽ đến Ma Đô, hành động của Ngọc Tiểu Long cũng đã triển khai, cô chờ tin tức đi. Tề Đẳng Nhàn an ủi nói. Vất vả rồi, chờ tôi tới Hoa Quốc, sẽ mời anh ăn một bữa cơm lớn. Trần Ngư cười nói. Tề Đẳng Nhàn nói, không cần khách khí đâu, hướng đi của Từ Ngạo Tuyết, cô mà rảnh rỗi thì cũng có thể nói cho tôi một chút đi. Trần Ngư nói, hôm nay cô ta đi tiếp xúc với một quân phiệt này ở Nam Dương chúng tôi rất có danh tiếng, thế lực cũng lớn. Tham vọng của cô ấy không nhỏ đâu, và thủ đoạn cũng lợi hại, xứng đáng được nghiêm túc đối xử. Tề Đẳng Nhàn nói, có gì không thích hợp, cô cũng đừng nóng vội động thủ. Trước tiên phải thông báo cho tôi. Trần Ngư cười nói, Thương Hương Tiếc Ngọc sao? Anh yên tâm đi, cô ta rất thông minh, biết Trần gia ở Nam Dương đại biểu cho cái gì, trong thời gian ngắn, sẽ không động đến điểm mấu chốt của chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn một cái, sau khi đại chiến thương mại nhằm vào tập đoàn Hướng Thị thất bại, ở một mức độ nhất định còn thúc đẩy Từ Ngạo Tuyết trưởng thành hơn, làm cho cô ta có thể càng khuất phục thêm, càng hiểu được ẩn nhẫn và chờ đợi. Nam Dương hiện tại nước còn chưa đủ đục, chiêu lớn của Từ Ngạo Tuyết nhất định sẽ giấu kỹ không dùng tới. Trần Ngư cúp máy. Tề Đẳng Nhàn ngược lại có thể nghe ra trong giọng nói của cô ấy mang theo một chút mệt mỏi, chẳng qua, các lời vô nghĩa như chú ý sức khỏe hắn cũng lười nói. Hơn nữa, Trần Ngư nhất định sẽ rất biết cách tự chú ý sức khỏe của mình. Khoảng 8 giờ tối, Tề Đẳng Nhàn dẫn theo Dương Quan Quan ra sân bay đón để người. Dạ ma, đồ tể. Oán quỷ ba người đúng giờ đến sân bay Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn đã sớm gọi cho giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Gú Cu đến, bảo cô dẫn theo anh em cảnh ngục của mình đi ăn chơi. Biết được lần này Tề Đẳng Nhàn lại cần người, đám cảnh ngục trong nhà tù U Đô gần như là tranh cướp, lần trước sau khi hai anh em kia trở về, cũng không ít lần nói lớn cho các huynh đệ rằng nhị đương gia chiêu đãi bọn họ như thế nào. Oán quỷ là một gương mặt mới. Dương Quan Quan chưa từng thấy qua. Đây là một trung niên nam tử, nhưng khuôn mặt nhìn qua có chút già nua, thậm chí mang theo chút đau khổ, một tay còn có chút tàn tật, một tay khác thì luôn cầm một chuỗi Phật châu. Người kiệt bành quốc, tên thật thì tôi quên mất gọi là gì rồi, biệt danh gọi là Oán Quỷ. Đồ Tể và Dạ Ma hai người bữa bữa kia đều là người quen cũ, Tề Đẳng Nhàn cũng giới thiệu cho Dương Quan Quan một chút lai lịch của Oán Quỷ. Oán quỷ khẽ gật đầu với Dương Quan Quan, lộ ra một hàng răng có chút vàng ố vàng, nói, Dương tiểu thư, xin chào. Lần trước khi cô tới U Đô, tôi đã gặp qua cô rồi. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy người này cười rộ lên có chút âm trầm, nhưng vẻ tang thương trên mặt lại làm cho người ta cảm thấy hắn đáng thương.
Tề Đẳng Nhàn nói, hắn vốn là tăng nhân của chùa Kusanagi, năm đó luyện công có chút nhập ma, đánh chết sư phụ của mình và đại tư tế của đền thờ Kiệt Bành Quốc, sau đó bị cao thủ võ học của Kiệt Bành Quốc đuổi giết, lại liên tiếp đánh chết 12 bậc thầy kiếm đạo. Cuối cùng hắn chạy đến thành phố Hương Sơn của Hoa Quốc chúng ta, bởi vì nổi lên xung đột với xã đoàn của địa phương, nên tạo ra không ít sát nghiệt, cuối cùng bị Sở Vô Đạo bắt vào tù. Oán quỷ nói, đều là tội lỗi, nhị đương gia đừng nói nữa, tôi sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng. Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía ba người nói, lần này các người có thể đại khai sát giới, có một tiểu đội ác triệu, người trong đó tất cả đều là cao thủ, mục đích của tôi khi gọi các người đến là để tiêu diệt bọn họ. Đồ Tể và Dạ Ma sau khi nghe xong thì đều nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra biểu tình âm trầm, lần trước sau khi mở sát giới ra, lại trở lại nhà tù, mỗi ngày trôi qua phải gọi là như có một cái trăm móng vuốt đang cào ở trong tim. Oán quỷ nghe nói như vậy, trên mặt lại toát ra biểu tình đau khổ, nói, tôi đã rất đau khổ rồi, nhị đương gia cần gì phải để cho tôi tạo thêm sát nghiệt. A-di-đà Phật. Tề Đẳng Nhàn nhìn hắn một cái, nói, vậy ông đừng động thủ giết người, điều tra thêm cho tôi, đừng để người ta chạy là được. Sắc mặt Oán quỷ bỗng nhiên dữ tợn, nói, A-di-đà Phật, bọn họ không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Giết. Dương Quan Quan bị biến hóa bất thình lình này của ông ta làm cho hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước. A-di-đà Phật, tôi không thể khai sát giới, tạo sát nghiệt nhiều, khi xuống sẽ phải vào A tỷ địa ngục mất. Oán quỷ lại mang vẻ mặt bi thương nói, giơ cái tay tàn tật kia lên. Một lát sau, ông ta lại giơ tay nắm Phật Châu lên, ngón tay nắm chặt Phật Châu, vẻ mặt dữ tợn cười nói, thế giới xa bà, khắp nơi đục ngầu, không giết thì dùng cái gì để thanh tịnh. Dạ Ma tát một cái vào tay cầm Phật Châu của Oán quỷ, mắng, bớt ở chỗ này phát bệnh đi, để cho người ta thấy được, trước tiên là bắt ông bỏ vào bệnh viện tâm thần đấy. Thiện tai, Oán quỷ sửng sốt, vội vàng cúi đầu xuống. Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan, đừng ngạc nhiên, gã này có hai nhân cách, một người tu đại thừa Phật Pháp, một người tu tả Pháp sát chỉ chọc. Dương Quan Quan sửng sốt, thở dài nói, vậy nhất định ông ta rất đau khổ. Người bình thường chắc chắn không rõ những người tâm thần phân liệt, trầm cảm, những người có bệnh tâm thần này có bao nhiêu đau khổ, thậm chí khi nói đến còn có thể đùa cợt hai câu là do ý chí của đối phương không đủ kiên định, tâm trí không đủ thành thục linh tinh. Gen của con người vô cùng phức tạp, đâu phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Dương Quan Quan ở thời đại học đã học qua mấy thứ này, cho nên rất rõ ràng đùa khổ trong nội tâm của những người này. Nhị đương gia hình như bị thương. Đồ Tể bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Dạ Ma và Oán quỷ nghe nói như vậy, hai mắt lập tức lộ ra một ít ánh sáng, mang theo chút khác thường. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nhìn bọn họ, nói có muốn xem thử không? Dạ Ma cúi đầu xuống, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Oán quỷ thì xoay Phật Châu trong tay, lẩm bẩm nói, không thể tạo sát nghiệt. A, giết cái rắm, sẽ bị giết mới đúng. Dương Quan Quan sởn tóc gáy, cảm thấy ở chung với những người này, thật sự đúng là rất nguy hiểm, nếu không thể thời khắc duy trì sự mạnh mẽ, có lực uy hiếp tuyệt đối, thì rất có thể sẽ bị giết ngược lại. Có thể tưởng tượng được, lúc trước Tề Bất Ngữ mang theo tham lang này từ trong ngục giam ra, là có tự tin với bản thân lớn như thế nào. Hơn nữa, đối thủ còn là thủ hộ thần của Triệu gia Triệu Ký Tử. Đi thôi, khách sạn đã sắp xếp xong cho các người rồi. Thành thành thật thật cho tôi, ai muốn gây sự, trước tiên cắt gãy chân, sau đó đưa về nhà tù. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Nhị đương gia bị thương, hơn nữa còn là nội thương. Sau khi đến khách sạn, Dạ Ma có chút hưng phấn nói, dường như có thể bắt được cơ hội gì đó. Đồ Tể nhìn hắn với vẻ mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng. Oán quỷ thì lần chàng hạt hành động di chuyển các hạt châu bằng ngón tay, trong mắt đảo quanh không ngừng, miệng lại nhảy kinh Phật gì đó. Dạ Ma nói, đây cũng là một cơ hội tốt, có muốn phản sát hay không? Trước đây hắn tra tấn chúng ta thảm như vậy mà, cơ hội báo thù đã đến rồi. Đồ Tể cười lạnh nói, ngu ngốc. Oán quỷ không nói gì. Dạ Ma giận dữ nói, đồ mập chết tiệt, mày nói cái gì thế? Có tin tao dám giết mày không?
Đồ Tể tiếp tục cười lạnh, nói có thể dùng óc heo của mày để suy nghĩ thật kỹ hay không, chúng ta cho dù có liên thủ để giết nhị đương gia, vậy thì tính thế nào đây? Dạ ma nói, đương nhiên là ung dung mà sống sung sướng rồi. Đại đương gia đâu? Tên Đồ Tể hỏi. Dạ ma sửng sốt, sau đó ấp úng nửa ngày, nói, à. Cũng đúng, còn có đại đương gia nữa. Đồ Tể nói, nhị đương gia có chuyện gì bất chắc, ước chừng đại đương gia có thể dinh mày đi chơi ngũ mã phanh thây. Trừ phi, mày có bản lĩnh giết cả nhị đương gia và đại đương gia cùng nhau, vậy tao khẳng định sẽ làm cùng mày. Dạ ma khóe miệng co giật hai cái này quá khó rồi. Oán quỷ nói, tôi nghe tham lang nói, hình ý quyền của đại đương gia, đã luyện đến cảnh giới thần biến, hơn nữa, có thể đánh ra gió lớn rồi. Cổ dạ ma liên tục rụt lại, nói, chúng mày cho rằng tao vừa nãy chưa nói qua à, tao là đồ ngu ngốc. Đồ Tể nói mày ngu ngốc mày còn không tin, lúc này lại thừa nhận rồi. Dạ ma giận dữ nói, tao tự nói chính mình thì được, còn mày thì không, mày thử nói lại một câu nữa xem, đồ mập chết tiệt. Đồ Tể cười và cười, tao đã nói mày thế nào rồi. Nếu mày khó chịu thì giết tao đi, không giết được tao, ngày mai tao sẽ nói ý nghĩ của mày cho nhị đương gia. Dạ ma vội vàng nói, dừng lại đi, tao tuyên bố một chuyện. Hai người nhìn ông ta. Tao là đồ ngu ngốc, dạ ma lớn tiếng nói. Đồ Tể hài lòng gật đầu, nằm xuống, nói, biết là tốt rồi. Dạ ma vẻ mặt mang oán khí. Oán quỷ thì nói, nếu không giết nhị đương gia, thì nghĩ biện pháp xử lý đại đương gia đi. Cùng nhau liên thủ, có chút hy vọng. Bớt để cho nhân cách thứ hai của mày ra ngoài một chút đi, nếu không ngày nào đó thật sự chết cũng không liên quan đến chúng tao. Mày chết hay không không quan trọng, đừng liên lụy đến chúng tao là được. Đồ Tể khinh thường nói. Thân hình mũm mĩm xoay sang. Mấy người này, tùy tiện thả ra ngoài, là đại họa có thể làm cho long trời lở đất, nhưng ghép lại với nhau, lại thành mấy người bựa bựa. Thái độ của Tề Đẳng Nhàn đối với ba người khá lỏng lẻo, chỉ cần ba người không gây chuyện khắp nơi, vậy hắn sẽ mặc kệ bọn họ. Mà ba người này ở cùng một chỗ, cũng hình thành một quan hệ kìm hãm kỳ diệu, quản thúc lẫn nhau, thật đúng là không làm bậy. Tề Đẳng Nhàn mấy ngày nay vẫn luôn cố gắng điều chỉnh bản thân, thậm chí còn mua thảo dược để sắc. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trong viện sắc thuốc, Dương Quan Quan mang vẻ mặt cổ quái. Cô đừng nghĩ nhiều nha, thân thể tôi tốt lắm, đây là thuốc trị nội thương. Tề Đẳng Nhàn thấy thần sắc Dương Quan Quan, lập tức khó chịu. À, tôi còn tưởng rằng là thật anh hư. Dương Quan Quan không khỏi cười nói. Bây giờ những loại trò đùa có chút ái muội này, cô cũng có thể nói được. Tề Đẳng Nhàn sắc mặt tái đen, nói tối hôm qua cũng không biết là ai đến be be trước. Dương Quan Quan hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới tên được đà lấn tới này, thậm chí cảm thấy có chút hối hận vì mình đã qua loa, dẫn đến việc gã này mỗi ngày đều mặt dày chui vào trong phòng mình. Đợi đến khi Dương Quan Quan ra khỏi cửa, Tề Đẳng Nhàn mới thở dài, đổ thuốc canh ra. Cứ tiếp tục như vậy, lấy cẩu kỳ thay cơm cũng khó chữa. Làm thế nào mà lại có thể lớn như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều làm tôi rung động. Hắn vừa lẩm nhẩm lải nhải, một bên uống một ngụm thuốc. Trên thế giới này chỉ có hai thứ có thể chấn động đến tâm hồn tôi, một là vũ trụ bao la rộng lớn ở trên đầu, hai là tâm hồn vĩ đại rú đó của thư ký Dương. Muốn tiết chế cũng không được. Ai, bây giờ giới ca chỉ sợ không chỉ thất vọng với tôi. Mà quá nửa đã kéo tôi vào danh sách đen rồi. Thuốc này đắng đến nỗi làm hắn buồn nôn, không khỏi thầm mắng Tôn Thanh Huyền, lão đầu này, đây là muốn làm sư phụ tiện nghi như hắn đáng chết nhỉ. Giới ca là một mãnh nam của Tuyết Quốc, đang ở nhà cai nghiện, hơn nữa còn kiên quyết cai nghiện. Vì vậy, anh được cư dân mạng ca ngợi là giới ca, mọi người dùng chuyện của anh ta để động viên bản thân mình từ bỏ một số thói quen xấu, không nên thường xuyên tự thưởng cho mình. Khi mở một số video của người đẹp, bạn có thể nhìn thấy thường xuyên một đống các câu giới ca rất thất vọng vì bạn ở trên làn đạn. Sau khi uống xong chén thuốc này, Tề Đẳng Nhàn lại mở ra một gói thuốc nữa rồi tiếp tục nấu, thầm nghĩ, lão Tôn nói gói này chính là bí kíp độc quyền của ông ta, cũng không biết có thần kỳ như vậy không. Trong bao thuốc mơ hồ có thể thấy được mấy cục cầu kỳ màu hồng,
thuốc này có thành phần gì, cũng không cần nhiều lời nhỉ. Tề tiên sinh. Tề Đảng Nhàn đang sắc thuốc, đã có khách không mời mà đến. Điều này làm hắn hoảng sợ, vội vàng đậy nắp lại, miễn cho bị người ngoài nhìn thấy thuốc này là thuốc gì. Bị người ta biết hắn đang bổ sung cái gì cũng không sao, mấu chốt là công thức thần bí của lão Tôn không thể tiết lộ ra ngoài, hắn khẩn trương như vậy, chủ yếu vẫn là vì Tôn Thanh Huyền mà suy nghĩ, thật là một sư phụ tốt mà. Ồ, Tần Đường Ngọc, sao anh lại đến đây? Tề Đảng Nhàn quay đầu lại, thản nhiên nói. Gần đây ngân hàng thúc giục khá gấp, còn vài ngày nữa là đến hạn rồi. Tần Đường Ngọc vẻ mặt chua xót nói, hơn nữa, Giang Sơn Hải cũng ép rất căng, tôi không có biện pháp gì nên mới tới tìm anh. Tề Đảng Nhàn vỗ đầu một cái, chuyện này vậy mà mình lại quên mất. Hắn có ý hợp nhất thế lực của đệ nhất phái của Ma Đô Long Môn, nhưng sau khi nói ngoài miệng, lại không có hành động thực tế gì, người ta cũng không có khả năng trợn tròn mắt nghe hắn vẽ bánh nhỉ. Tần Đường Ngọc thật ra cũng là đại mỹ nhân, dáng người khá khoa trương, nhưng sau khi Tề Đảng Nhàn quen với sóng to gió lớn của Dương Quan Quan, thì cảm thấy tất cả những người phụ nữ khác chẳng qua chỉ là sóng nhẹ bình yên. Tôi biết rồi, chờ tôi uống xong chén thuốc này tôi sẽ đi. Tề Đảng Nhàn suy nghĩ một chút, nói. Tần Đường Ngọc không khỏi ngẩn ra, nói, gần đây ngài sinh bệnh sao? Hay là bị thương? Tề Đảng Nhàn trừng mắt, nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lúc hắn rót thuốc, Tần Đường Ngọc đã phát hiện mấy cú cầu kỳ, đôi mắt đẹp không khỏi mở to trong nháy mắt. Người có công lực cao, cũng sẽ hư. Chẳng qua, nếu tôi là đàn ông, cả ngày ở cùng với vị thư ký Dương kia, quá nửa cũng không thể kiềm chế được. Tần Đường Ngọc trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tề Đảng Nhàn uống xong chén bí dược tôn thị này, cảm thấy tinh thần tăng lên gấp bội, nó tốt thì mình cũng tốt. Đi thôi, đi thu nợ thôi. Hắn đứng dậy, cảm thấy trời đã nắng, mưa ngừng rơi, nhị đương ra lại được rồi. Tần Đường Ngọc vội vàng đuổi theo bước chân của Tề Đảng Nhàn, đi ra khỏi sân, nói, vị vợ ba kia hiện tại đang ở trong một đấu trường chó của Trịnh gia. Đấu trường chó này một ngày đấu được cả đấu vàng, là một trong những sản nghiệp có thu nhập xám nhiều tiền nhất của Trịnh gia. Tề Đảng Nhàn nhã nói, Ma Đô thật không hổ là đại đô thị, vậy mà ngay cả đấu trường chó cũng có. Có chút thú vị, cô lái xe dẫn đường đi, chúng ta đi xem đi. Tần Đường Ngọc nói, có muốn gọi một vài huynh đệ không? Dù sao cũng là địa bàn của Trịnh gia, tôi sợ xảy ra chuyện. Tề Đảng Nhàn sờ sờ ngực mình, cảm thấy nội thương của mình đã tốt hơn không ít. Đòi nợ của một phụ nữ, còn gọi người, có thấy mất mặt không thế? Tề Đảng Nhàn sửng sốt, sau đó khó chịu nói. Tần Đường Ngọc không dám nhiều lời, sau khi lên xe, lái xe dẫn Tề Đảng Nhàn đến đấu trường chó của Trịnh gia. Chú thích. Ngũ mã phanh thây là hình phạt mà tứ chi và đầu của phạm nhân bị cột vào 5 sợi dây nối vào 5 con ngựa. Khi hành hình, những người đánh ngựa sẽ thúc ngựa phi ra 5 hướng, từ đó 5 sợi dây kéo tứ chi và đầu phạm nhân đến khi thân thể của phạm nhân bị xé thành nhiều mảnh. Phạm nhân sau đó bị bỏ mặc cho máu chảy đến chết. Làn đạn, là các comment chạy trên màn hình khi xem trực tuyến ở các app TQ, có thể tắt đi. Vẽ bánh, hứa hẹn các lợi ích đạt được sau khi làm gì đó. Tần Đường Ngọc nói trường đấu chó của Trịnh gia một ngày kiếm được cả đấu vàng, so với thực tế thì cũng không hề phóng đại chút nào. Vị gì ba này ở Trịnh gia, cho dù là tâm cơ hay thủ đoạn đều có thể xếp ở hạng cao, được Trịnh gia gia chủ Trịnh Sa Minh vô cùng sủng ái, nếu không sẽ không đưa tiền kiếm được ở trường đấu chó cho bà ta xử lý. Dì ba này có thể nói là mạnh vì gạo bạo vì tiền, kết bạn với không ít nhân vật nổi tiếng, địa vị của mình cũng theo đó mà lên cao như diều gặp gió. Lúc trước, bà ta mượn tiền của Văn Dũng Phu tận 600 triệu, nhưng Văn Dũng Phu vừa chết, bà ta đã không nhận nợ. Không có Văn Dũng Phu thì Văn gia chỉ là một con hổ giấy không có răng và móng vuốt, huống chi, Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận hai người này còn bị Tề Đảng Nhàn phế rồi. Lái xe nhanh hơn 40 phút, vượt qua một khu vực, thì mới đến trường đấu chó. Những ngày an nhàn của các quan to quý nhân đã trôi qua quá lâu, chỉ thích tìm kiếm chút kích thích, loại hạng mục đẫm máu lại tàn nhẫn như đấu chó này, bọn họ tất nhiên rất thích. Tề Đảng Nhàn cảm thấy đánh hắc quyền, đánh đấm ở đấu trường ngầm cũng không sao, nhưng đấu chó linh tinh này, hắn không phải rất thích.
con người luôn đưa mình lên chỗ cao cao tại thượng, rõ ràng không phải thần linh, lại giống như thần linh mà an bài vận mệnh của các loại sinh vật khác. Nơi này là trường đấu chó của Trịnh gia, đừng nhìn bên ngoài giống như một nhà xưởng rách nát, trên thực tế trang trí ở bên trong, thì so với hộp đêm đứng đầu ở Ma Đô của chúng ta còn xa hoa hơn. Tần Đường Ngọc chỉ vào một nhà xưởng cũ khổng lồ phía trước, thấp giọng nói. Trịnh gia còn sợ những thứ này sao? Tề Đằng Nhàn hỏi. Dù sao cũng là xám, cũng phải che mắt người khác thôi, làm bộ cho người phía trên xem thôi. Tần Đường Ngọc bất đắc dĩ cười, nói. Giống như việc sư phụ tôi mở quyền quán vậy, nói là dạy quyền, nhưng trên thực tế mỗi ngày đều tổ chức hắc quyền thi đấu. Chẳng qua, bây giờ rất khó để tổ chức một lần, luôn có người đến quấy rối, tiền đúng là không dễ kiếm mà. Tề Đằng Nhàn lạnh nhạt nói, vậy việc đầu tiên tôi phải làm, là phá bỏ những thứ kinh doanh xám như này. Bây giờ ở xã hội này, kinh doanh quang minh chính đại tuy rằng lời lãi không nhanh, nhưng cũng không làm người ta đói chết. Khi hắn còn nhỏ Tề Bất Ngữ đã cảnh cáo hắn, người lăn lộn trong giang hồ, sớm muộn gì cũng chết trên lưỡi đao. Hắn ở trong nhà tù U Đô cũng đã nghe nhiều câu chuyện đầy máu và nước mắt với chua xót, cho nên, đối với những loại chuyện này luôn duy trì cảnh giác, kính trọng thì có nhưng không hề lại gần. Đây cũng chính là lý do mà hắn rất thưởng thức Hướng Đông Tình, cô ấy chưa bao giờ chơi đen như tập đoàn Hổ Môn, nhưng vẫn có thể đưa theo cả tập đoàn sải bước đi về phía trước. Kỳ thật, anh không làm, thì cũng sẽ có người khác làm. Tần Đường Ngọc nói. Tôi ghét nhất là nói nhảm như vậy đấy. Tề Đằng Nhàn lại nói, trên thế giới luôn có người làm tên trộm cường đạo, sao có không đi trộm đi cướp hả? Tần Đường Ngọc bị hắn làm cho nghẹn đến nỗi nói không nên lời. Trên thực tế, đại đa số phân đà của Long Môn đều có kinh doanh xám, bởi vì thu nhập quá mức khả quan. Trước cửa trường đấu chó có bảo vệ canh gác, sau khi nhìn thấy Tần Đường Ngọc, không khỏi lắc đầu. Tần tiểu thư, cô lại tới rồi. Tam phu nhân của chúng tôi gần đây cũng không rảnh, không muốn tiếp khách. Một nhân viên bảo vệ rõ ràng là quen biết Tần Đường Ngọc, bất đắc dĩ nói. Không sao, hôm nay chúng tôi chỉ đến để đánh bạc, tiêu xài. Tề Đằng Nhàn nói. Hai nhân viên bảo vệ liếc nhau, để cho hai người đi vào. Đi qua con đường cũ nát, sau khi đi qua một cánh cửa, khung cảnh bên trong hoàn toàn khác, vô cùng rực rỡ. Từng cái bàn cao cấp mới tinh, từng cái đèn chùm rực rỡ sáng choang, từng người mặc đồ nhân viên phục vụ thống nhất. Chậc, lão Tề tôi thật đúng CMN là một dân quê. Tề Đằng Nhàn nhìn thấy khung cảnh này, cũng không khỏi ngẩn người. Trang trí ở nơi này, tựa hồ so với biệt thự của Hướng Đông Tình còn khoa trương hơn, xa hoa đến cực hạn, nhất là tủ rượu khổng lồ ở bên kia, phía trên có các loại rượu ngon, rẻ nhất cũng là mấy ngàn, đắt nhất có thể là mấy trăm ngàn. Còn có ghế sofa da ngé bày ở khắp nơi, nhìn cách chế tác khéo léo kia, vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Cho dù là đồng phục ở trên người của nhân viên phục vụ, cũng tựa như lễ phục vậy, nhất định là hàng thủ công. Tần Đường Ngọc nói, những bộ đồng phục này đều được làm từ thợ may thủ công của Ý, mỗi chiếc đều có giá hàng chục ngàn nhân dân tệ. Tề Đằng Nhàn hỏi, có thể chế tạo ra pháo Ý không? Tần Đường Ngọc đầy mặt chấm hỏi nhìn hắn. Tề Đằng Nhàn cười cười, nói, đùa một chút thôi. Xem ra, vị gì ba này thật không hề thiếu tiền, ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc đồ cao cấp như vậy, chỉ là không muốn trả tiền. Tần Đường Ngọc nói, không có cách nào mà, tan đàn sẻ nghé. Sư phụ tôi vừa mới chết, sổ nợ rối mù khó đòi lắm, đếm không nổi, dì ba ở nơi này, là khoản lớn nhất, không thể không tới tìm bà ta để đòi. Tề Đằng Nhàn gật gật đầu, tiện tay lấy ra thẻ ngân hàng Thủy Quốc trong túi của mình có mấy trăm triệu ra, vỗ tay một cái, mang phong cách của Tây, nói, waitress. Mỹ nữ phục vụ đang đi ngang qua lập tức dừng bước, cười tủm tỉm nói, sơ. Tề Đằng Nhàn dùng tiếng nước ngoài nói một câu dài, muốn một ly cocktail và mấy loại rượu ngoại, pha chế rượu phải pha như nào như thế nào. Vị nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp này cũng dùng tiếng nước ngoài đối đáp trôi chảy, dẫn Tề Đằng Nhàn đi quẹt thẻ. À, đây là Ma Đô sao, đây là thành phố lớn sao. Ngay cả tiếng nước ngoài của nhân viên phục vụ cũng đã vượt qua cấp 6. Tề Đằng Nhàn không khỏi cảm thán, bộ dáng nhà quê. Tần Đường Ngọc ở một bên nhìn rất cạn lời. Sau đó,
cô nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lại tìm một nữ nhân viên phục vụ khác, lại đổi một loại tiếng nước ngoài khác, nghe có vẻ như là tiếng Tuyết Quốc. Nữ nhân viên phục vụ kia ngẩn người, sau đó dùng ngôn ngữ Tuyết Quốc đối đáp trôi chảy, lại sắp xếp một chút cho Tề Đẳng Nhàn. Cao cấp nha, Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với Tần Đường Ngọc. Sao tôi lại có cảm giác là anh đến chơi nhỉ? Khóe miệng Tần Đường Ngọc giật giật. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng để ý, tôi chỉ là muốn nhìn phẩm chất của nhân viên phục vụ ở nơi này mà thôi, từ đó để phán đoán thôi. Tần Đường Ngọc nói, có lý. Trong lòng cô ta lại không cho là đúng. Vị gì ba kia đã biết tôi tới đòi tiền, nhất định sẽ không gặp tôi, vậy tất nhiên cũng sẽ không gặp anh. Không gặp được người, chúng ta đòi tiền như thế nào? Tần Đường Ngọc thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Không gặp được người, không có khả năng đó, miễn là chúng ta thắng nhiều tiền ở đây, bà ta sẽ xuất hiện. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong lời này, hắn bưng chén rượu chuẩn bị một ngụm, bỗng nhiên lại nhớ tới lời lão Tôn dặn dò, uống bí dược Tôn Thị thì không thể uống rượu. Vì thế, hắn lại cứng rắn đưa chén rượu đang bưng lên thả xuống. Tần Đường Ngọc nói, nơi này là trường đấu chó, cũng không phải nơi đánh hắc quyền. Anh làm sao chắc mình có thể thắng? Tề Đẳng Nhàn nói, đi thôi, dẫn tôi đến hiện trường xem một chút. Tần Đường Ngọc đứng lên, dẫn Tề Đẳng Nhàn hướng về phía sòng bạc mà đi, đi qua một hành lang, rẽ là đến. Nơi này tiếng người huyên náo, trong lồng sắt lớn trong sân có hai con chó ban anh đang kịch liệt cắn giết, cắn đến đầu rơi máu chảy, có vẻ vô cùng tàn nhẫn. Ấy, không phải, nhân viên phục vụ ở đây còn tiếp cả khách sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy mấy người đàn ông ngồi trên sofa, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này cái gì cũng có thể chơi được. Tần Đường Ngọc nói. Tề Đẳng Nhàn hỏi, làm thế nào để đặt cược? Ở bên kia, nơi có máy tính, có người thao tác, anh chỉ cần quẹt thẻ thôi. Tần Đường Ngọc nói. Trận chiến này đã gần kết thúc, một con ngã xuống, một con khác cũng đầy vết thương. Người thắng tiền giơ tay hô to, người thua tiền thì hùng hùng hổ hổ vứt bỏ hóa đơn trong tay. Trận kế tiếp này càng thêm đặc sắc, là hai con ngao vương được lựa chọn kỹ càng, mỗi một con đều có giá trị tới 300 vạn. Bây giờ, hai ngao vương ra trận. Các vị khách quý, hãy tranh thủ thời gian để đặt cược. Người chủ trì ngay sau khi nhân viên dọn dẹp mặt bàn xong, lập tức chạy ra, giơ micro lớn tiếng hét lên. Hai ngao vương phân biệt là màu nâu và đen, đều thuộc loại chó lớn, vừa nhìn đã thấy vô cùng hung mãnh. Các tân khách nhao nhao hứng thú, từng người một bắt đầu đặt cược, lựa chọn ngao vương mà mình coi trọng. Cô nhìn qua thì cảm thấy con nào có thể thắng? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tôi không hiểu cái này lắm, kỳ thật, mọi người cũng đều không hiểu, tất cả đều dựa vào cảm giác và may mắn. Tần Đường Ngọc lắc đầu, thành thật nói. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói tôi thấy màu nâu này này, bởi vì, nhịp tim của nó mạnh hơn một chút, sức mạnh tứ chi cũng mạnh hơn. Tần Đường Ngọc nhìn không được nhíu nhíu mày, nói, làm sao có thể nhìn ra được. Xa như vậy, anh có thể nghe thấy à? Tề Đẳng Nhàn nói, trong phạm vi 100 mét, gió thổi lá rụng cũng không thoát khỏi tai của tôi. Sau khi nói xong lời này, hắn đi đặt cược, Tần Đường Ngọc có chút tò mò, đi theo. Đây không phải là Tần tiểu thư sao? Lại tới tìm Tam phu nhân đòi tiền à? Có một người đàn ông nhìn thấy Tần Đường Ngọc, đi tới, cười ha hả nói. Tần Đường Ngọc chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Người đàn ông nói, những gì tôi đã nói với cô trước đây, cô có nghĩ về nó một chút. Theo tôi cho cô mượn 20 triệu để ứng phó khẩn cấp. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được hỏi. Không phải tất cả những người tới nơi này đều là người có tiền sao? Sao lại có người nghèo lấy 20 triệu ra để khoe thế? Những lời này vừa nói ra, đã làm cho sắc mặt của người đàn ông này xanh mét. Mở miệng ra là 20 triệu, còn nghèo nàn. Tên này cho rằng tiền này là tiền âm phủ sao, tùy tiện đốt một cái là mấy ngàn mấy vạn triệu. Tần Đường Ngọc nghe nói như vậy cũng nhìn không được cười ra tiếng, nói Tề tiên sinh. Người càng thiếu gì lại càng thích khoe khoang cái đó, không có cách nào nha. Người đàn ông lạnh lùng nói, tôi nghèo. Anh có biết vừa rồi tôi tùy tiện đặt cược một phát, đã là 5 triệu, anh lấy cái gì mà so với tôi,
có tư cách gì mà dám nói chuyện như vậy. Tề Đẳng Nhàn đi tới trước máy tính, hướng về phía nhân viên công tác đưa ra thẻ ngân hàng, lạnh nhạt nói, 300 triệu, đặt cho con ngao màu nâu này. Lời này vừa nói ra, nhân viên công tác cũng ngây ngốc tại chỗ. Đến trường đấu chó đương nhiên không thiếu một khách lớn, nhưng cũng chưa từng thấy qua ai chơi lớn như vậy, chỉ đấu chó một vòng, mà ném luôn 300 triệu vào để đánh cược. 300 triệu, ha ha ha, đúng là đồ giả vờ. Người đàn ông kia không ngừng cười lạnh. Nhân viên lại nghiêm túc nói, thưa ngài xác định là 300 triệu sao? Là nhân dân tệ Trung Quốc sao? Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, quẹt thẻ đi, sừng sốt làm gì, 300 triệu USD, đặt cho ngao vương màu nâu, còn muốn tôi nhắc lại lần nữa sao? Nhân viên công tác kia lập tức luống cuống tay chân mà thao tác, thẻ vừa quẹt, rất nhanh đã có thông báo vào tài khoản, trên màn hình lớn, cũng đưa ra số tiền luôn. Ngao vương màu nâu, thoáng cái đã có 320 triệu đặt cược, mà ngao vương màu đen kia, cũng chỉ có khoảng chưa tới 50 triệu. Hít hà! Người ở hiện trường không khỏi liên tục hít một hơi khí lạnh, mẹ nó này là ai, tài đại khí thô như vậy, đến đánh cuộc đấu chó, vừa ra tay đã là 300 triệu. 300 triệu không có khả năng không tính là nhiều, ở nơi này đều là người có tiền, nhưng cũng không phải tất cả đều là siêu cấp phú hào. Có người tài sản cộng lại cũng chẳng qua chỉ có hơn 100 triệu mà thôi. Vừa rồi người đàn ông kia nhìn thấy con số nhảy lên ở màn hình, sợ đến rụt trứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, yên lặng lùi xuống. 20 triệu, ở chỗ người ta thì tính là cái rắm, tùy tiện đánh cược một con chó, đã ném ra ngoài 300 triệu, ông ta muốn tiếp tục ở trước mặt loại người này giả vờ, vậy mới thật sự không biết tốt xấu. Tề tiên sinh, 300 triệu này ném ra ngoài. Anh cũng không lo lắng Trịnh gia sẽ động tay động chân sao? Chúng ta, có phải là cược quá lớn không? Khuôn mặt Tần Đường Ngọc cũng không khỏi có chút trắng bệch. Đã từng gặp qua thổ hào, nhưng chưa từng thấy qua loại thổ hào nào như Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nói, trước mắt bao người, bọn họ động tay động chân thế nào? Dám động tay động chân, tôi sẽ cắt đứt luôn tay chân của bọn họ, nghĩ đến bọn họ đã không có gì để nói. Hai con chó đã được dắt ra, Trịnh gia vì để cho các con bạc yên tâm, sẽ không dắt chó trở về, là để tránh làm cho người ta cảm thấy bọn họ động tay động chân. Trường đấu chó làm ăn lớn như vậy, người tới nơi này chơi đều là người có mặt mũi còn có tiền, Trịnh gia nếu dám ở bên trong chơi trò mèo vờn chuột, đó chính là đắc tội với người khác, việc làm ăn này sớm muộn gì cũng không làm được. Chẳng qua, ngài không lo lắng là sẽ thua sao? Tần Đường Ngọc nhịn không được hỏi. Thua không nổi, con ngao nâu này nhất định sẽ thắng, thân thể con ngao đen kia có khiếm khuyết. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Mắt nhìn và tai nghe của hắn, là đỉnh cao nhất. Loại chuyện chó đánh nhau này, nhất định không bằng với cao thủ võ học đánh nhau, tính hình ngoài ý muốn sẽ lớn hơn một chút, nhưng trận này, tựa hồ rất khó có chuyện ngoài ý muốn. Vợ ba Trịnh gia không ra gặp Tần Đường Ngọc, Tề Đẳng Nhàn tự nhiên sẽ không để cho bà ta ngồi vững trên đài cao để câu cá. 300 triệu này đập vào, tỷ lệ bồi thường gấp hơn 5 lần một chút, thoáng cái có thể kiếm được 150 triệu. Trường đấu chó này lợi nhuận cho dù có lớn hơn đi nữa, 2 tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Người này là ai? Trong một cái ghế lô, dì ba đang nâng chén rượu cùng một vị khách nhân nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên chú ý tới số tiền đặt cược, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Người bên cạnh hắn là Tần Đường Ngọc. Đây là người Tần Đường Ngọc tìm tới để đập phá quán à? Sau khi nhìn thấy Tần Đường Ngọc, giữa hai hàng lông mày dì ba lại tràn ngập vẻ lạnh lùng. Tam phu nhân, chúng ta cũng không biết, người này là một người mới. Hơn nữa, hắn đến cùng Tần Tiểu Thư, một thủ hạ tận tụy báo cáo. Dì ba mím môi uống một ngụm rượu vang đỏ, cười lạnh nói, chơi thật lớn nha, vừa ra tay đã là 300 triệu. Cũng không sợ ngã ở chỗ này sao? Người đàn ông hỏi, bà có muốn để anh ta rút tiền không? Dì ba nói, không cần, chúng ta là đại lý đánh bạc, để cho khách nhân rút tiền, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Tề Đẳng Nhàn cùng Tần Đường Ngọc không biết, ở bên này đặt cược 300 triệu, đã kinh động chủ nhân của trường đấu chó, dì ba Triệu Mạn Nhi của Trịnh gia. Triệu Mạn Nhi vì tránh tạo thành ảnh hưởng, không để cho Tề Đẳng Nhàn rút tiền, nhưng mà, chính mình cũng không khỏi lo lắng đề phòng. Dù sao, trận đấu chó này,
là liên quan đến 150 triệu đó. Nếu Ngao Đen thua, tương đương với việc trường đấu chó dâng lên cho Tề Đẳng Nhàn tiền 1-2 tháng làm ra, đương nhiên, nếu như thắng, vậy bà ta tự nhiên là muốn cười rách cả bụng. Xem đấu chó đi, Tề Đẳng Nhàn đặt cược, thản nhiên nói với Tần Đường Ngọc. Hai người được nhân viên phục vụ dẫn đến một ghế VIP dựa vào hàng ghế trước ngồi xuống, sau đó, người dẫn chương trình bên này cũng tuyên bố thời gian đặt cược chấm dứt, chuẩn bị bắt đầu trận đấu chó này. Hai con chó mạnh mẽ hung ác từ trong lồng của mình đi ra, vừa đối mặt, trong cổ họng lập tức phát ra tiếng gầm trầm thấp. Hai con này ước chừng cũng biết trận đấu này không dễ dàng, cho nên, sau khi đối mặt, đầu tiên là quan sát lẫn nhau trong chốc lát, đi hai vòng ở tại chỗ. Một lát sau, mọi người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Ngao Vương màu đen đã dẫn đầu gây khó dễ. Ngao Vương màu nâu vào lúc này đột nhiên cúi người xuống, tránh né phát cắn của Ngao Vương màu đen, vung đuôi, lập tức phản kích. Hai Ngao Vương, ở trong lồng sắt lớn đấu nhau đến nỗi không thể giải thích, điên cuồng cắn xé nhau. Khán giả nhao nhao cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào. Sau khi hai con đánh khoảng hơn một phút đồng hồ, mỗi con đều bị thương, nhưng Tần Đường Ngọc lại nhìn ra, hình như thể lực của Ngao Vương màu nâu càng thêm dồi dào, thế công vẫn không giảm, rất hung mãnh. Ngao Vương màu đen vào lúc này, dường như đã có chút mệt mỏi, chân cũng bị cắn, khập khiễng. Tần Đường Ngọc không khỏi kinh ngạc, ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn thật đúng là vô cùng chuẩn xác, Ngao Vương màu nâu so với Ngao Vương màu đen rõ ràng là mạnh hơn một cấp bậc. Sắc mặt Triệu Mạn Nhi thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, một khi Ngao Vương màu đen thất bại, như vậy, trường đấu chó của bà ta sẽ tổn thất những 105 triệu. Cuối cùng, Ngao Vương màu đen thể lực không còn chống đỡ nổi, dưới thế công liên hoàn của Ngao Vương màu nâu đã liên tiếp lùi lại, cuối cùng bị cắn một phát vào cổ. Ngao Vương màu nâu hung hăng cắn cổ họng của Ngao Vương màu đen, dùng sức lắc lắc đầu hai phát, cứ thế mà cắn đứt luôn cổ. Tiếp theo, nó buông lỏng mở miệng, Ngao Vương màu đen ngã xuống đất không dậy nổi, bốn chân đá hai cái, từ từ đã không còn động tĩnh. Hai gò má Triệu Mạn Nhi cứng ngắc như gỗ, nắm tay cũng không khỏi nắm chặt. Mở trường đấu chó, tất nhiên là có kiếm vào có bồi thường. Nhưng cái kiếm được, thường hay nhiều hơn. Bởi vì, trong trường đấu chó có tiêu phí rất cao, hơn nữa ra vào đều là những người có tiền, nếu như thắng tiền, vậy tất nhiên sẽ vui vẻ, sẽ càng vung tiền thêm. Hơn nữa, một trận thắng thua, nhiều nhất chẳng qua chỉ là chục triệu, làm sao có người nào giàu có mà ném ra 300 triệu để cược chó đâu. Tần Đường Ngọc đây là muốn ép tôi đi gặp cô ta, cho nên tìm một người như vậy đến đập phá sân khấu của tôi. Triệu Mạn Nhi không khỏi nhe răng cười nói, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút âm lãnh. Tam phu nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Thuộc hạ của bà ta cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, cảm thấy Triệu Mạn Nhi giờ phút này nhìn qua vô cùng đáng sợ. Triệu Mạn Nhi lại cười lạnh nói, không phải chỉ là 150 triệu sao? Tôi có thể thua được, cho hắn là được rồi, người này, tôi hết lần này tới lần khác cũng sẽ không gặp. Mặc dù trong lòng bà ta có chút chán ghét, nhưng đã quyết tâm không quản nữa, cầm lấy máy tính bảng lên, thản nhiên nói, trận tiếp theo là hai con nào. Một con chó bàn anh của Khang Tam Thiếu ra đưa tới, một con là chó săn cỡ lớn chúng ta tự mình mua. Cấp dưới báo cáo. Chuẩn bị đi, Triệu Mạn Nhi nói, hôm nay người đến đánh cược rất nhiều, chặt chẽ một chút, không nên rơi xuống. Vâng. Bên này đang chuẩn bị cho trận đấu chó thứ ba của tối nay, Tề Đẳng Nhàn đã nhận được tin nhắn chuyển khoản, 450 triệu, không sai một chút nào đã được chuyển vào trong tài khoản ở Ngân hàng Thủy Quốc của hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nói cái này nhiều ra 150 triệu, nói bồi thường là có thể bồi thường nha, xem ra trường đấu chó này thật sự không hề thiếu tiền một chút nào. Tần Đường Ngọc nói, 150 triệu, khi trường đấu chó này ở thời kỳ đỉnh cao, một tháng gần như đã có thể kiếm được rồi. Đối với vị gì ba kia mà nói, quả thật là không nhiều lắm. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu bà ta có thể ra máu nhu này, vậy thì để cho bà ta ra nhiều một chút là được rồi. Tần Đường Ngọc đã bội phục Tề Đẳng Nhàn đến mức quỳ rạp xuống đất luôn rồi, trình độ chọn chó này thật sự là quá cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra con nào tốt con nào kém. Triệu Mạn Nhi không phải là không muốn gặp cô sao?
vậy để Tề Đảng Nhàn nắm được cái đuôi của bà ta, xem bà ta còn có thể ngồi yên hay không. Người dẫn chương trình đã sắp xếp cho hai con chó ở trận thứ ba vào sân, một Ban Anh, một chó săn lớn. Chó Ban Anh có thể nói là tồn tại cấp bá chủ của giới đấu chó, bởi vì chúng không có cảm giác đau đớn gì, hơn nữa lực cắn vô cùng kinh người, trời sinh hiếu chiến. Chẳng qua, chó săn cỡ lớn này cũng không đơn giản, vừa nhìn đã biết là thợ săn được bồi dưỡng mà ra, thường xuyên chui vào rừng già thâm sơn cùng sói già và gấu lớn quần nhau. Lần này chọn con nào? Tần Đường Ngọc không khỏi thấp giọng hỏi. Con Ban Anh kia, Tề Đảng Nhàn híp mắt nhìn trong chốc lát, lại nhắm mắt nghe hai cái, cuối cùng cười cười nói. Tôi cảm giác con chó săn cỡ lớn hình như càng có hy vọng thắng hơn một chút, dù sao cũng là do thợ săn bồi dưỡng, kinh nghiệm cắn giết nhất định sẽ phong phú hơn một chút. Tần Đường Ngọc lại nhịn không được mà nghi ngờ một câu. Tề Đảng Nhàn lắc đầu nói, cô xem thường con Ban Anh kia rồi. Trên người con Ban Anh kia có mùi máu tươi của người, chủ nhân của nó, ước chừng không phải thứ gì tốt, bồi dưỡng cho nó trở nên vô cùng hung tàn. Con Ban Anh kia cả người đều là cơ bắp, ở trong lồng sắt gầm gừ kêu to, nóng nảy không chịu nổi, người lạ vừa tới gần, nó đã nhe răng trợn mắt muốn cắn người. Chó săn cỡ lớn thì có vẻ vô cùng trầm ổn, nằm sấp trong lồng sắt không nhúc nhích, trong mắt lại không ngừng đánh giá kẻ thù sắp đối mặt của mình. Tần Đường Ngọc nhịn không được nói, cái này cũng có thể ngửi được. Tề Đảng Nhàn nói, mùi máu người khác với các loài động vật khác, ban này thường xuyên cắn chết người, rất hung tàn. Sau khi nói xong lời này, hắn lại đi về phía nhân viên bên kia. Nhân viên nhìn thấy hắn thì cảm thấy hơi sợ hãi một chút. Tiên sinh, nhân viên công tác miễn cưỡng cười, nói. 300 triệu, Ban Anh, Tề Đảng Nhàn ném thẻ ngân hàng Thủy Quốc của mình ra, thản nhiên nói. Vẻ mặt nhân viên cứng đờ, tay run rẩy cầm lấy thẻ ngân hàng, thấp giọng nói, có chắc không? Tề Đảng Nhàn giơ tay lên, nói, đừng nhiều lời. Nhân viên công tác không khỏi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng ở chỗ cao một cái, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Ấn quét 300 triệu tiền đánh cược ra ngoài. Thấy Tề Đảng Nhàn lại hào phóng đặt cược 300 triệu, các con bạc ở hiện trường không khỏi xôn xao, một đám châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận lai lịch của hắn. Không biết là ai, chẳng qua lá gan không nhỏ, đi theo Tần Đường Ngọc, rõ ràng là muốn tìm Tam Phu Nhân. Hắn lần này nếu còn có thể thắng, tôi đoán chừng Tam Phu Nhân sẽ ngồi không yên. Văn Dũng Phu cũng đã chết. Đám người này còn không biết tốt xấu gì, không sợ bị Tam Phu Nhân giết chết à? Triệu Mạn Nhi trong suy nghĩ của những người này, rõ ràng có địa vị không giống người thường. Tề Đảng Nhàn ngồi trở lại vị trí của mình, nói, lần này thắng, vị gì ba này ước chừng sẽ phải lộ diện. Loại thành phố như kinh đảo này chuyên môn dựa vào mở sòng bạc mà kiếm tiền, không ai có thể thắng được quá nhiều trong một sòng bạc lớn, nếu như thắng quá nhiều. Sòng bạc gió sẽ có cao thủ chuyên môn ra đối phó, nếu là cao thủ cũng không đối phó được, vậy người phụ trách sòng bạc sẽ đích thân đến để khuyên con bạc này rời đi. Sự việc đàm phán thỏa đáng thì tốt, chứ nếu đàm phán không ổn, vậy nhất định không thể thiếu hiện trường lưỡi lê thấy sắc đỏ. Lại là 300 triệu. Triệu Mạn Nhi sau khi nhìn thấy con số trên màn hình, sắc mặt thoáng cái âm trầm, mặt mang sát khí. Hắn đang cảm thấy tiền của Triệu Mạn Nhi tôi đây rất dễ lấy sao? Sắp sửa kiếm lời ở chỗ tôi đủ 600 triệu phải không? Người chung quanh đến thở mạnh cũng không dám, một đám như hến, Tam Phu Nhân tức giận, thật sự là quá đáng sợ. Tam Phu Nhân, hắn đặt cược vào con Ban Anh của Khang Thiếu, phần thắng này vẫn rất lớn chứ? Cấp dưới nhìn không được hỏi. Không nhất định, chó săn cỡ lớn kia cũng rất lợi hại. Triệu Mạn Nhi nói. Nếu chó của Khang Thiếu bị cắn chết, vậy chúng ta chẳng phải cõng nồi lớn sao? Cấp dưới lại nói. Triệu Mạn Nhi lắc đầu nói, Khang Thiếu đem chó cho chúng ta, là muốn chúng ta bồi dưỡng cho chó của hắn trở thành cẩu vương, nếu cứ như vậy bị cắn chết, vậy chứng minh nó không đáng. Trừ phi là bị người ta làm chết, nếu như con Ban Anh này chết trên trường đấu chó, Khang Thiếu gia sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Cấp dưới gật gật đầu, cười khổ nói, hắn lại đặt cược 300 triệu. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ mong, sau này có thể nói với Khang Thiếu một tiếng xin lỗi. Triệu Mạn Nhi sắc mặt lạnh lùng,
nói, Văn Dũng Phu chết rồi mà còn dám đến trước mặt tôi giễu võ Dương Oai hả? Người khác nói Triệu Mạn Nhi tôi bá đạo, thua không nổi. Chú thích. Lưỡi lê, vũ khí lạnh giống cây thương nhưng nhỏ hơn nhiều và thường lắp vào các khẩu súng trường tấn công và chiến đấu. Trận đấu thứ ba này vô cùng kịch liệt, ban anh này rất hung mãnh, mà chó săn cỡ lớn lại thắng ở kinh nghiệm phong phú. Hai con chiến đấu ước chừng 10 phút đồng hồ mới chấm dứt, chó ban anh cả người đầy máu, cuối cùng vẫn là cắn chết con chó săn cỡ lớn. Trái tim đang lơ lửng của Tần Đường Ngọc không khỏi rơi xuống đất, trận chiến đấu này thật sự rất khó khăn, ban anh kia thiếu chút nữa đã thua rồi. Chó săn cỡ lớn vừa rồi rất thông minh, thiếu chút nữa khiến cho ban anh trúng chiêu, nhưng cũng may ban anh một lực phá vạn pháp, khí lực lớn, cắn hung hăng, cuối cùng bắt được chó săn cỡ lớn. Vẫn là có cảm giác khá tàn nhẫn, Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài nói. Tần Đường Ngọc cổ quái nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy tiếng thở dài này có chút giả mù mưa sa, bởi vì, ở trong mắt cô, Tề Đẳng Nhàn chính là một người ngang ngược lại có dã tâm giết người như cắt cỏ, làm sao có thể vì hai cái mạng chó mà thở dài. Chẳng qua, nếu là Kim Đồng ở chỗ này mà nói, quá nửa là có thể lý giải một phần tâm trạng này của Tề Đẳng Nhàn. Tần tiểu thư, còn có vị tiên sinh này, tam phu nhân của chúng tôi muốn mời hai vị đi qua nói chuyện. Một nhân viên phục vụ đi tới trước mặt hai người, cung kính nói. Tại sao tiền vẫn chưa về tài khoản? Tề Đẳng Nhàn lại cười cười, tam phu nhân sợ là bồi thường không nổi, cho nên chuẩn bị đánh bài hỏa à? Không phải bà ấy không rảnh sao? Người phục vụ nói, thưa ngài, tôi chỉ là một bồi bàn nhỏ thôi, xin đừng làm khó tôi. Những lời này, tôi không thể trả lời ngài. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói với Tần Đường Ngọc, đi thôi, đi gặp vị tam phu nhân đại danh đỉnh đỉnh này thôi. Các con bạc nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Tần Đường Ngọc bị người mời đi, không khỏi liên tục cười lạnh. Sau khi Văn Dũng Phu chết, Tần Đường Ngọc một thân công lực bị phế đi 70-80%, không bằng trước. Còn dám lớn mật đến trường đấu chó của Trịnh gia tìm tam phu nhân đòi nợ, ở trong mắt bọn họ, quả thực là tự tìm đường chết. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn có biểu hiện tài đại khí thô, nhưng bọn họ vẫn nhất trí cho rằng con hàng này chết chắc rồi, bởi vì, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Trịnh gia. Trịnh gia, là một trong tam đại gia tộc ở Ma Đô, có thể cùng các đại gia tộc như Dương gia, Tiết gia vật tay. Huống chi, tam phu nhân Triệu Mạn Nhi. Bản thân bà ta cũng không phải là người dễ chọc. Tôi có chút lo lắng bà ta sẽ chơi bẩn nha, Tần Đường Ngọc thấp giọng nói với Tề Đẳng Nhàn. Bà già chơi ngầm hả, để cho tôi chơi rầm rầm phải không? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó nhe răng cười. Tần Đường Ngọc ngẩn người. Tề Đẳng Nhàn dỗi nói, chơi bẩn ngấm ngầm, tôi sẽ nổ chết bọn họ, ai cũng đừng hòng sống. Tần Đường Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, thản nhiên nói, không sao, chúng ta không cần lo lắng bà ta chơi bẩn. Tần Đường Ngọc bình thường không thích lên mạng, cũng không rõ Tề Đẳng Nhàn đột nhiên phát bệnh thần kinh là đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn cô liền không biết tê tê, xuyên sơn giáp, con tê tê, đại danh đỉnh đỉnh. Tề Đẳng Nhàn khinh thường trả lời một câu. Tần Đường Ngọc thật đúng là chưa từng nghe qua cái tên này. Ngay khi Tần Đường Ngọc còn đang cân nhắc Tê Tê là người như thế nào, có thể làm cho vị đại lão như Tề Đẳng Nhàn này cũng treo ở bên miệng nói, hai người đã bị đưa đến một đại sảnh. Triệu Mạn Nhi ngồi trên sofa đơn ở giữa đại sảnh, trong tay cầm một điếu thuốc của phụ nữ, đang nuốt mây phun sương, trên mặt có trang điểm tinh xảo, một thân váy dài màu đỏ, trên đôi chân thon dài xỏ tất lưới viền ren màu đen, trên chân là một đôi giày cao gót màu đỏ sậm. Nếu là Tề Đẳng Nhàn trước kia, có lẽ sẽ nhìn không được mà nhìn thêm hai lần, nhưng hắn đã thấy quen loại yêu nghiệt như Trần Ngư, hiện tại chỉ muốn xách quần nói bình thường thôi. Tam phu nhân, xin chào. Tần Đường Ngọc sau khi nhìn thấy Triệu Mạn Nhi, vẫn duy trì lễ phép, gật đầu chào hỏi. Triệu Mạn Nhi cười cười, nói Tần tiểu thư, cô đến tìm tôi vài lần rồi, tôi cũng không rảnh gặp cô, thật sự xin lỗi. Hôm nay rảnh, nên gặp một chút nha. Tần Đường Ngọc biết bà ta đang nói lời ma quỷ, rõ ràng là không muốn trả lại tiền. Triệu Mạn Nhi nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, vị tiên sinh này mới lần đầu tiên đến trường đấu chó của chúng ta, ra tay lớn như vậy, thật sự là làm cho tôi kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn nói, tam phu nhân,
bớt nói nhảm đi, bà biết ý đồ của chúng ta mà, không cần phải vòng vo đâu. Triệu Mạn Nhi nói, các cô các cậu đến đòi tiền sao? Thật xấu hổ, số tiền này, tôi không có. Tần Đường Ngọc mặt đen lại ngay tại chỗ, nói Tam phu nhân, làm người phải giữ chữ tín. Số tiền đó, là sư phụ tôi cho bà mượn, hiện tại hắn không còn ở đây, bà không nhận nợ nữa sao? Triệu Mạn Nhi vẻ mặt lạnh lùng. Tần Đường Ngọc nói, Văn gia hiện tại rất cần số tiền này, nếu như không có số tiền này, Văn gia ngay cả chỗ ở cũng sẽ bị ngân hàng tịch thu. Lúc trước sư phụ tôi cho bà mặt mũi, bà có phải cũng nên niệm chút ân tình này hay không? Triệu Mạn Nhi cười lạnh nói, N tình, tôi là không ân niệm tình đấy, thì sao nào? Cô vì muốn tiền, nên tìm người đến đập phá sân khấu của tôi. Một lần đấu chó ném vào 300 triệu, ra tay thật là thật rộng rãi nha. Nếu như trước khi tới đòi tiền mà quỳ gối bỏ vào trong sân của tôi, một đường ba lạy chín bái, nói không chừng tâm tình của tôi tốt lên, sẽ trả lại tiền. Nhưng hiện tại, làm mất mặt tôi, còn muốn tôi trả tiền. Tôi dựa vào bản lĩnh mà vay tiền, vì sao phải trả? Lời nói của Triệu Mạn Nhi đã ném bom cho Tề Đẳng Nhàn, dựa vào bản lĩnh vay tiền, vì sao phải trả? Trên thế giới thật đúng là có người như vậy à, có thể nói ra những lời như vậy sao? Tần Đường Ngọc tức giận nói, nợ thì hải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa chuyện tất nhiên. Tề Đẳng Nhàn nói thì nói, nháo thì nháo. Vừa rồi tôi lại thắng 105 triệu, khi nào về tài khoản? Triệu Mạn Nhi nghe nói như vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó cười ha ha. Thủ hạ của nàng đứng chung quanh cũng nhịn không được bật cười theo, lúc này, vẫn muốn đòi tiền sao? Tôi mặc kệ cậu là rồng qua sông hay là hổ xuống núi, ở chỗ tôi, cho là một con rồng thì cũng phải ngồi xếp bằng, là hổ cũng phải nằm xuống. Đi theo tiểu tiện nhân họ Tần kia đến đập phá sân khấu của tôi, còn muốn tiền. Không bằng, tôi thu cái mạng này của cậu lại, số tiền kia, đốt cho cậu xuống địa phủ tiêu là được rồi. Triệu Mạn Nhi đột nhiên nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, nâng hai mắt lên, trong mắt tràn đầy hàn quang, lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn nói, bình thường tôi không phải rất thích so đo với phụ nữ, trả nợ 600 triệu, còn có số tiền tôi thắng, trả lại cả vốn lẫn lãi. Những lời nói nhảm vừa rồi, tôi có thể coi như bà chưa từng nói qua. Triệu Mạn Nhi vỗ vỗ tay. Chợt nghe từng đợt tiếng chó sủa truyền đến, ba thủ hạ của nàng, dắt ba con chó giữ đi ra. Trong đó có hai con, rõ ràng là Ngao Vương màu nâu và chó Ban Anh vừa thắng, con còn lại ngược lại chưa từng thấy qua, chẳng qua vừa nhìn đã thấy rất hung dữ. Có người từng náo loạn ở chỗ tôi, kết quả bị chó của tôi ăn đến xương cốt cũng không còn. Cậu vừa nói gì, nói lại lần nữa xem. Triệu Mạn Nhi hơi cúi người, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn làm ra một động tác cúi người lắng nghe. Tần Đường Ngọc sắc mặt cứng ngắc, quả nhiên, số tiền này không dễ đòi như vậy, bây giờ Triệu Mạn Nhi muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Tề Đẳng Nhàn lại ngẩn người, sau đó hít một hơi lạnh, nói, ngực đẹp. Đáng tiếc vẫn hơi nhỏ một chút. Trên thực tế, Triệu Mạn Nhi cũng không nhỏ, chẳng qua. Sau khi trải qua sóng to gió lớn của thư ký Dương, Tề Đẳng Nhàn đã trở thành người khổng lồ nhìn thấy hết non sông. Biểu tình trên mặt Triệu Mạn Nhi chợt cứng ngắc. Mẹ nó đây là loại não tàn gì thế, lúc này, vậy mà còn dám đùa giỡn mình. Muốn chết. Triệu Mạn Nhi lớn tiếng quát, nhoáng cái từ trên ghế salon đứng dậy. Thả chó, cắn chết bọn họ. Triệu Mạn Nhi vung tay lên, chỉ thẳng vào Tề Đẳng Nhàn và Tần Đường Ngọc. Ba thủ hạ kia lập tức buông dây thừng trong tay ra, ba con chó giữ cũng biết phải đối mặt với ai, chạy đến và nhào tới chỗ của Tề Đẳng Nhàn. Tần Đường Ngọc không khỏi khẩn trương, vừa định ra tay, lại phát hiện Tề Đẳng Nhàn đưa tay vào trong túi, lấy ra một khẩu súng lục sáng chói. Bùm, bùm, bùm. Ba tiếng súng vang lên, ba con chó đang ở trên không trung đã ngã xuống đất. Điều này làm cho Tần Đường Ngọc không khỏi ngây ngẩn cả người. Tề Đẳng Nhàn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà ta, cười nói, đại nhân, thời đại đã thay đổi rồi. Còn chưa dứt lời, ai ngờ thủ hạ của Triệu Mạn Nhi đã nhao nhao vén quần áo lên, súng lục cùng súng tiểu liên, trong nháy mắt đã nhắm ngay vào hai người Tề Đẳng Nhàn và Tần Đường Ngọc đang đứng ở giữa sân. Biểu tình Tề Đẳng Nhàn cứng ngắc, cười không nổi.
Công phu có cao hơn nữa mà bị nhiều người vây quanh như vậy, thì cũng phải bị bắn thành cái sảng nha. Xong, lật xe rồi. Trong đầu Tần Đường Ngọc vang lên tiếng ong ong, lần này chết chắc rồi. Triệu Mạn Nhi cười lạnh, nói với Tề Đảng Nhàn, đại nhân, thời đại đã thay đổi rồi. Tề Đảng Nhàn ho khan hai tiếng, sau đó ném súng trong tay xuống đất, nói, ha ha ha, tam phu nhân thích đùa giỡn vậy sao, làm sao có thể thả chó cắn tôi nhỉ? Số tiền này, cùng lắm thì không cần nữa là được rồi. Triệu Mạn Nhi lại lạnh lùng đi tới, nói cậu chẳng qua chỉ là con chó hèn mọn thôi, vậy mà còn dám động vào súng trước mặt tôi, bắn chết chó của tôi. Cậu có biết con ban anh này là do nhà ai nuôi không? Đưa cả cái mạng này của cậu vào, cũng không đủ bồi thường đâu. Lúc này, Triệu Mạn Nhi thật sự nổi cơn giận như thiêu như đốt, con ban anh kia là Khang Thiếu ở Đế Đô giao cho bà ta đó. Nếu như chết ở trường đấu chó, vậy bà ta cũng cảm thấy không sao cả, nhưng vậy mà lại bị người dùng súng bắn chết, nếu Khang Thiếu nổi giận, bà ta cũng không tiện bàn giao. Một con chó mà thôi, cần thiết gắt như thế sao? Mọi người bỏ súng xuống đi, Tề Đảng Nhàn cười hì hì nói. Ai cợt nhả với cậu, đồ chó chết, Triệu Mạn Nhi giận dữ, đi tới trước mặt Tề Đảng Nhàn. Giơ tay lên là đánh một cái tát thật mạnh về phía mặt của hắn. Nhưng Tề Đảng Nhàn đang chờ đợi điều này, hắn ra tay mới là nhanh như thiểm điện thật sự, thoáng cái đã ngăn trở tay của Triệu Mạn Nhi, thuận tiện bóp cổ tinh tế của bà ta. Thủ hạ chung quanh còn chưa kịp phản ứng, Triệu Mạn Nhi đã rơi vào trong tay Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn cười không cười nói, khuôn mặt này của tôi, chưa từng bị người ta tát lần nào đâu, bà cảm thấy mình thì tính là cái gì thế? Sắc mặt Triệu Mạn Nhi thoáng cái tái nhợt, bà ta thật sự thật không ngờ, Tề Đảng Nhàn dưới tình huống bị nhiều súng như vậy chĩa vào, vậy mà còn dám phản kích, thậm chí tốc độ ra tay còn nhanh như vậy, bắt được mình vào tay. Thả tam phu nhân ra. Thủ hạ hét lớn lên. Tề Đảng Nhàn lại nói, chẳng qua chỉ là những thứ nhảm nhí, các người cảm thấy tôi sẽ thả ra sao? Chấm chấm chấm. Mọi người nhất thời không biết nói gì. Tần Đường Ngọc thấy hắn bắt được Triệu Mạn Nhi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu, có thể uy hiếp con tin rồi toàn thân trở ra. Triệu Mạn Nhi vẫn cường ngạnh như trước, lạnh mặt nói, cậu bắn chết chó của Khang Thiếu, còn dám ở trường đấu chó của tôi diễu võ dương oai, 10 cái mạng cũng không đủ để trả đâu. Tề Đảng Nhàn bĩu môi với Tần Đường Ngọc, nói tát mặt của bà ta gì. Tần Đường Ngọc ngẩn người, nhưng vẫn rất nghe lời. Tát một cái mạnh lên mặt của Triệu Mạn Nhi. Dung nhan tinh xảo của Triệu Mạn Nhi thoáng cái bị hủy, khóe miệng còn chảy ra máu, đau đến nước mắt cũng chảy ra, vẻ mặt oán độc, giống như hận không thể bầm thây vạn đoạn hai người này. Mạng của bà ở trong tay của tôi, không nên buông những lời tàn nhẫn này nữa, miễn làm cho mình phải chịu thiệt. Tề Đảng Nhàn cười cười, ngón tay dùng sức. Triệu Mạn Nhi lập tức cảm thấy hô hấp không thông, sắc mặt đều xanh mét. Cảm thấy cổ sắp bị bàn tay của hắn bóp đứt. Tề Đảng Nhàn nói tôi, văn gia, giao tiền, hiểu không? Triệu Mạn Nhi gian nan gật gật đầu, trước tiên bảo toàn cái mạng này là quan trọng hơn. Tề Đảng Nhàn thoáng buông lỏng ngón tay, Triệu Mạn Nhi quay đầu nói, đưa tiền thắng của hắn cho hắn đi, còn 600 triệu nợ văn gia kia, cũng trả luôn đi. Nhân tiện, thông báo cho Khang Thiếu, nói cho hắn biết, chó của hắn bị người ta dùng súng bắn chết rồi. Sắc mặt Tần Đường Ngọc hơi khó coi, có thể làm cho Triệu Mạn Nhi luôn miệng nói Khang Thiếu này, nhất định không phải nhân vật đơn giản, điều này làm cho trong lòng nàng có chút bất an. Để cho bọn họ bỏ hết súng xuống, ném đến chân tường đi. Tề Đảng Nhàn nhếch miệng, nói. Bị nhiều khẩu súng chĩa vào như vậy, vẫn có nguy hiểm, Tề Đảng Nhàn có đôi khi ngông cuồng, nhưng cũng sẽ không lấy sinh mệnh của mình ra để đùa giỡn, đối với những chuyện này, chưa từng khinh thường. Triệu Mạn Nhi nhìn về phía thủ hạ gật gật đầu, bọn họ lúc này mới không cam lòng mà buông súng xuống, sau đó nhao nhao đá đến bên tường. Điện thoại di động của Tề Đảng Nhàn vang lên, hắn cúi đầu lấy ra, vừa nhìn, 450 triệu đã vào tài khoản. Tam phu nhân quả nhiên nói lời giữ lời mà, tiểu Tần à, số tiền nợ của nhà họ Văn, đã vào tài khoản chưa? Tề Đảng Nhàn quay đầu cười nói với Tần Đường Ngọc. Tôi hỏi một chút đã, Tần Đường Ngọc vội vàng nói, sau đó gọi điện thoại cho Văn Tư Thuận.
Văn Tư Thuận nhận điện thoại liền nói, sư muội, anh vừa định gọi điện thoại cho em, 600 triệu đã vào tài khoản, em làm kiểu gì thế? Tần Đường Ngọc nói, tiền đến là được rồi, tiền này là tôi tìm Tề tiên sinh đến hỗ trợ. Văn Tư Thuận vừa nghe thấy tiền là do Tề Đảng Nhàn đòi lại hộ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng thở dài, nói, thay anh cảm ơn hắn đi. Ừm, Tần Đường Ngọc đồng ý một cái, cúp điện thoại. Văn Tư Thuận lúc trước tuy rằng có xung đột với Tề Đảng Nhàn, hơn nữa còn bị hắn đánh ra thương tích nặng như vậy, nhưng hiện tại người ta dù sao cũng giúp nhà mình giải quyết vấn đề cấp bách, không nên tính toán chi ly như thế, nếu không cũng quá tiểu nhân rồi. Tần Đường Ngọc thấp giọng nói, nên thoát thân rồi chứ. Tề Đảng Nhàn ngẩn người, nói, giải quyết phiền toái mà, vậy thì phải giải quyết cho sạch sẽ nha. Chẳng lẽ cô muốn chờ vị gì ba này mang theo súng ngắn súng dài đến nhà sư phụ của cô gây chuyện à? Tần Đường Ngọc vừa quay đầu, quả nhiên liền nhìn thấy Triệu Mạn Nhi mang vẻ mặt oán độc và cười lạnh, nhất thời dùng mình một cái. Tiền, tôi đã đưa cho cậu rồi, súng cũng đã ném đi, cậu có thể buông tôi ra chưa? Triệu Mạn Nhi lạnh lùng hỏi. Tề Đảng Nhàn tiện tay đẩy bà ta lên sofa rồi ngồi xuống, sau đó khom lưng nhặt khẩu súng lục của mình lên. Cười nói, nếu bà sớm làm như vậy, không phải là dễ dàng rồi sao? Phải làm phức tạp như làm gì? Triệu Mạn Nhi sờ sờ khóe miệng mình, cảm thấy mặt còn có chút đau, cười lạnh nói, số tiền này dễ lấy, nhưng chỉ sợ các người cũng mất mạng. Tam phu nhân, Khang Thiếu đã đến rồi. Lúc này, có một thủ hạ đẩy cửa bước vào báo cáo tình huống. Triệu Mạn Nhi lập tức nói, mời Khang Thiếu vào đây. Tần Đường Ngọc cho Tề Đảng Nhàn một ánh mắt, ý là thừa dịp hiện tại nhanh chóng chạy trốn. Tề Đảng Nhàn cười nói, không vội, lát nữa Khang Thiếu gia này đến thì nói tiếp, nói không chừng là người quen của tôi đây thì sao? Người quen, cậu giết chết chó của hắn, hôm nay cậu không bị băm nát cho chó trong trường đấu chó của chúng tôi ăn, tôi sẽ không phải họ Triệu. Triệu Mạn Nhi nhe răng cười nói. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy thanh âm của Khang Thiếu đã truyền đến. ICMN dám dùng súng giết chó của tao, lập tức bước ra đây cho tao, lão tử nhất định phải băm nát hắn. Khang Thiếu rõ ràng là một người ngông cuồng, người còn chưa tới, tiếng đã lớn đến mức ai cũng có thể nghe được. Lúc Tần Đường Ngọc quay đầu nhìn qua, hô hấp cũng không khỏi dừng lại, vậy mà lại là người của Khang gia ở Đế Đô. Lần này gặp phiền toái lớn rồi. Cô có nằm mơ cũng không ngờ tới. Triệu Mạn Nhi vậy mà có thể có quan hệ với Khang gia ở Đế Đô. Chó của tao, Khang Thiếu vừa vào đã nhìn thấy con Ban Anh nằm trên mặt đất, tức giận đến hai mắt đều đỏ bừng. Nếu nó chết trên trường đấu chó, vậy hắn tự nhiên sẽ không đau lòng, chỉ có thể nói lên rằng con này không có tiềm chất làm cậu vương, nhưng mà, bị người khác dùng súng bắn chết, vậy thì không thể tha thứ. Triệu Mạn Nhi, bà chăm sóc nó như thế nào thế? Vậy mà để cho nó bị người ta dùng súng bắn chết, bà làm ăn kiểu gì thế? Khang Thiếu phẫn nộ không thôi, quát lớn với Triệu Mạn Nhi. Triệu Mạn Nhi vẻ mặt vô tội, giang tay, nói, Khang Thiếu, tôi không có cách nào cả, có người dùng súng bắn chết nó, tôi còn có thể làm như thế nào đây? Khang Thiếu sửng sốt, nói ai, ai mà điên như vậy, lại dám nổ súng giết chó của tao? Ông đây nhất định phải giết cả nhà hắn, báo thù cho chó của tao. Theo như hắn thấy, người ngoài cho dù có nhiều mạng hơn nữa, cũng không bằng con Ban Anh mà mình mua từ nước ngoài. Khang Thiếu, là Triệu Mạn Nhi thả chó cắn người, chúng ta mới bị ép phải phản kháng. Tần Đường Ngọc sắc mặt trầm xuống, giải thích, cô tuyệt đối không muốn đắc tội với thế lực lớn đến từ Đế Đô. Khang Thiếu vừa nghe, cười lạnh ra tiếng, nói, chó của tao muốn cắn mày, đó là phúc phận của mày, cắn chết mày, là chuyện rất bình thường. Nhưng mày phản kháng, đừng nói là đánh chết nó, cho dù chỉ là làm tổn thương nó, thì đó cũng là lỗi của mày. Tần Đường Ngọc không nghĩ tới Khang Thiếu lại bá đạo như vậy, không nói lý một chút nào, không khỏi nói, Khang Thiếu, làm người cũng phải nói lý chứ. Khang Thiếu lạnh lùng nói, lý lẽ, tao là lý lẽ. Giết chó của tao, thì lấy mạng của nhà mày đến mà bồi thường. Trên mặt Triệu Mạn Nhi cũng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Tề Đảng Nhàn và Tần Đường Ngọc đến trường đấu chó của bà ta gây chuyện, còn giết chó của người ta, lúc này, không chết cũng phải bị lột một da. Kế tiếp,
hoàn toàn không cần bà ta ra tay. Này! Tề Đẳng Nhàn đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Khang Thiếu. Khang Thiếu hung tợn quay đầu lại, muốn nổi giận, nhưng trong nháy mắt đã ngây ngẩn cả người. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nhìn hắn, nói, nếu mày thích con chó này như thế, vậy tao sẽ đưa mày xuống cùng nó nhé, thấy sao? Triệu Mạn Nhi nghe hắn nói như vậy, giận quá thành cười, nói, thứ không biết sống chết, vậy mà còn dám nói chuyện như vậy với Khang Thiếu. Khang Thiếu lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt dần dần toát ra một loại sắc mặt đầy sợ hãi. Hắn là Khang Học Quyền, từng ở Trung Hải xảy ra xung đột với Tề Đẳng Nhàn vì Trương Thiệu Kiệt. Sau đó còn bảo phó quản gia Khang Hướng Vinh tự mình đến Trung Hải tặng đầu người. Đầu người kia, bị Tề Đẳng Nhàn đóng gói chỉnh tề đặt lên đầu giường của hắn. Đêm đó, hắn ta suýt ướt quần. Thì ra là Tề Thiếu. Khang Học Quyền nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ cười, nói với Tề Đẳng Nhàn. Chuyện lần trước, lá gan Khang Học Quyền đã bị dọa vỡ, đã thề rằng chỉ cần Tề Đẳng Nhàn không chết, đời này cũng sẽ không đặt chân đến Trung Hải nữa. Chuyện báo thù, tất nhiên là muốn, nhưng dù sao cũng phải đợi đến lúc có cơ hội. Hắn thật không ngờ, ở nơi như Thượng Hải này, vậy mà còn có thể gặp được Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa chính là Tề Đẳng Nhàn đã bắn một phát chết con ban anh của hắn. Ồ, thì ra Khang Thiếu có quen cậu ta. Vậy vừa đẹp, người này chúng tôi sẽ giao cho Khang Thiếu toàn quyền xử trí, cậu ta còn cầm tiền của trường đấu chó này, nhất định phải để cho cậu ta nôn ra hết sạch. Triệu Mạn Nhi sắc mặt âm độc nói. Khang Học Quyền cũng không trả lời, chỉ là cổ họng bắt đầu lên xuống, ừng ực nuốt nước miếng. Tề Đẳng Nhàn nói, như thế nào, Khang Thiếu cảm thấy đề nghị này của tôi rất tốt phải không? Khang Học Quyền vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, Tề Thiếu đùa gì thế, một con chó mà thôi, lại dám cắn Tề Thiếu. Bị Tề Thiếu dùng súng bắn chết, cũng là đáng đời nó. Khi những lời này của Khang Học Quyền được nói ra, đã làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Triệu Mạn Nhi ngây ngẩn cả người. Ai mà không biết Khang Học Quyền là một kẻ ăn chơi với thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc bá đạo. Chó của hắn ta đã bị giết, vậy mà hắn ta không hề có ý định gây rắc rối. Hơn nữa nhìn bộ dáng này của hắn, hình như đã nếm qua thiệt thòi ở chỗ của Tề Đẳng Nhàn, còn rất sợ hắn. Tần Đường Ngọc cũng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nhất thời có thêm vài phần sùng kính, hóa ra vị này là ông lớn thật nha, nhị thế tổ con ông cháu cha của Khang gia ở đế đô thế mà đã bị hắn chỉnh đốn rồi. Lần trước Khang Thiếu bảo phó quản gia của nhà mình đến tặng đầu người, lần này nếu không lại tặng thêm hai người nữa. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm ấn bả vai của Khang Học Quyền. Không dám không dám, Khang Hướng Vinh tự mình muốn chết không liên quan đến tôi. Khang Học Quyền vội vàng giải thích, Tề Thiếu đừng đùa với tôi nữa, tôi không hề có ý định đối địch với Tề Thiếu. Triệu Mạn Nhi sau khi nghe Khang Học Quyền nói, không khỏi có chút tức giận, trầm giọng nói, Khang Học Quyền, anh Giang đại biểu cho thể diện Khang ra đó. Khang Học Quyền quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi. Nói Triệu Mạn Nhi, tự bà muốn tìm đến hắn để gây phiền toái, không có một tí quan hệ nào với tôi cả, trách được gì đâu. Triệu Mạn Nhi sau khi nghe lời này của Khang Học Quyền, cười lạnh nói, đây là năng lực của Tam Thiếu Khang ra sao? Hôm nay tôi đã thấy rõ rồi. Khang Học Quyền cười lạnh nói, bà đừng tưởng rằng mình họ Triệu, tôi sẽ thật sự phải coi bà là Triệu gia tiểu thư mà cung phụng. Chuyện này, tôi sẽ không xen vào, tạm biệt. Lời nói của Khang Học Quyền, ngược lại làm cho hào quang trong mắt Tề Đẳng Nhàn chợt lóe, sau đó như có điều cần suy nghĩ. Người họ Triệu trong thiên hạ cũng nhiều lắm, nhưng Triệu mà Khang Học Quyền nói này, chỉ sợ là Triệu gia ở đế đô. Điều này làm cho hắn có chút không ngờ, người phụ nữ Triệu Mạn Nhi này, vậy mà lại cùng với Triệu gia ở đế đô có liên quan. Chẳng qua, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể hiểu được, Triệu Mạn Nhi này có thủ đoạn lợi hại. Lại quản lý cả một trường đấu chó xa hoa như vậy, không có chút năng lực thì làm sao có thể. Phụ nữ có năng lực, lại nguyện ý khuất phục dưới trướng của người khác, mà chỉ làm gì ba thôi sao? Như vậy xem ra, Triệu Mạn Nhi ở Trịnh gia làm gì ba, có lẽ có chút vấn đề nhỉ. Tề Đẳng Nhàn trong mắt lóe ra một ít ánh sáng khó hiểu, vốn là muốn đòi tiền, giải quyết rõ ràng việc của Triệu Mạn Nhi bên này cho xong, nhưng hiện tại xem ra, còn phải đào sâu thêm nha.
Triệu Mạn Nhi bị lời nói của Khang Học Quyền làm cho sắc mặt trắng bệch, tức giận đến run rẩy cả người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì Khang Học Quyền. Tề thiếu, đây là ân oán giữa anh và Triệu Mạn Nhi, Khang Học Quyền tôi đây sẽ không tham gia. Con chó này, chết thì chết, tôi cũng không muốn quản. Khang Học Quyền quay đầu lại, nói với Tề Đẳng Nhàn cười nói với vẻ mặt nịnh nọt. Cũng tốt thôi, nếu Khang thiếu là người rộng lượng như vậy thì đi nhanh lên đi. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai Khang Học Quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khang Học Quyền cả người phát run, nhớ tới khung cảnh Tề Đẳng Nhàn cầm đầu của Khang Hướng Vinh đứng ở đầu giường mình, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng, cổ cũng lạnh lẽo. Hơn nữa, khi đó, cái đầu kia còn đang nhỏ máu. Khang Học Quyền nói đi thì đi luôn, không hề có chút do dự ngập ngừng gì, sợ đi chậm một bước, thì đến cả mình cũng có kết quả như Khang Hướng Vinh. Triệu Mạn Nhi thấy Khang Học Quyền không đáng tin cậy như vậy, lập tức gọi một cuộc điện thoại, hôm nay, bà ta quyết tâm muốn chỉnh chết Tề Đẳng Nhàn ở chỗ này. Tề tiên sinh, bây giờ chúng ta, phải làm sao đây? Tần Đường Ngọc đã lấy được tiền, nảy sinh ý định rút lui, không muốn tiếp tục đấu với Triệu Mạn Nhi nữa. Tề Đẳng Nhàn khoát tay một cái, quay đầu nhìn về phía Triệu Mạn Nhi, cười nói, bà và Triệu gia ở đế đô, có quan hệ gì? Triệu Mạn Nhi sắc mặt lạnh lùng, nói chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Cậu cũng xứng đáng hỏi thăm lai lịch của tôi à? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi chỉ là rất tò mò, phụ nữ của Triệu gia ở đế đô. Sao lại có thể chạy đến Thượng Hải mà chỉ làm vợ nhỏ cho một Trịnh gia? Chỉ là Trịnh gia. Người ở đây nghe được những lời này, không khỏi cảm thấy khiếp sợ và buồn cười. Đường Đường là một trong tam đại gia tộc ở Thượng Hải Trịnh gia, ở trong miệng của Tề Đẳng Nhàn, vậy mà lại dùng hai chữ chỉ là để hình dung. Chẳng qua, sự thật chính là như thế, Trịnh gia cho dù có trâu bò hơn đi nữa, so với gia tộc của Thượng Đế, là kém không chỉ mỗi một đẳng cấp. Triệu tiểu thư, cuộc điện thoại này của cô thật đúng là lúc. Một thanh âm truyền đến, một thân ảnh cũng theo đó mà đến, thân ảnh này, Tề Đẳng Nhàn vô cùng quen thuộc. Hắn vừa vào sân, khí thế cả đại sảnh tựa như đã lạnh xuống. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn không khỏi lạnh lùng, chậm rãi nói, Hồng Thiên Đô, lại gặp mặt rồi. Hồng Thiên Đô cũng thoáng cái thấy được Tề Đẳng Nhàn, trên mặt lóe ra biểu cảm kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Chắp tay nói, Tề sư phụ. Người Triệu Mạn Nhi mời tới, vậy mà lại là Hồng Thiên Đô. Tần Đường Ngọc chưa từng thấy qua Hồng Thiên Đô, nhưng vào giờ phút lần đầu gặp này, lại có một loại cảm giác sởn tóc gáy, cả người lông tơ dựng đứng lên, da đầu tê dại, thân thể cũng nhìn không được mà phát run. Cái này, người này, khí thế thật khủng bố, là người ta người đáng sợ nhất mà tôi gặp từ trước đến nay. Thân phận của hắn là gì? Triệu Mạn Nhi vậy mà lại có thể mời được người như vậy đến. Trái tim Tần Đường Ngọc cũng đang run rẩy. Triệu Mạn Nhi lạnh lùng nói, Hồng tiên sinh biết người này sao? Hồng Thiên Đô mỉm cười nói, Tề sư phụ là một người rất mạnh, lần trước suýt nữa liên thủ với Ngọc Gia Chi Long để hạ tôi. Đáng tiếc, tôi có một cơ hội tốt nhưng không nắm chắc, nếu không, bây giờ xương cốt của hắn chỉ sợ đã thối rữa. Lần trước Hồng Thiên Đô thừa dịp thể lực Tề Đẳng Nhàn trống rỗng mà xông đến giết người, kết quả lại bị thiện xạ của Vĩnh Dạ Quân mai phục một tay, không thể thực hiện được. Ở trước mặt một thiện xạ cấp 3 này, công phu cho dù có cao gấp đôi, muốn giết chết Tề Đẳng Nhàn, cũng vô cùng khó khăn. Sau khi nghe Hồng Thiên Đô nói, trên mặt Triệu Mạn Nhi không khỏi lộ ra vài phần nghiêm trọng. Ngọc Gia Chi Long ngoại trừ nữ chiến thần Ngọc Tiểu Long đại danh đỉnh đỉnh ra. Còn có thể là ai nữa? Bà ta cũng thật không ngờ, người đàn ông mà Tần Đường Ngọc tìm tới, lại có liên quan đến Ngọc Tiểu Long, thật sự là do bà ta nhìn nhầm hắn rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng vào lúc này thừa nhận mình nhìn nhầm người rồi, hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Mạn như vậy mà có thể mời cao thủ đứng đầu như Hồng Thiên Đô đến. Hồng Thiên Đô, có thể nói là một trong những kẻ thù mạnh nhất mà Tề Đẳng Nhàn từng gặp qua, vị La Hán của quốc gia này, danh bất hư truyền. Tôi nên gọi bà là Tam Phu Nhân, hay là Triệu Tiểu Thư đây? Còn nữa, tôi có phải nên nói cho bà biết hay không, Hồng Thiên Đô là tội phạm truy nã trọng yếu của nước ta, bà và hắn có liên quan, có 10 cái mạng chỉ sợ cũng không đủ dùng. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Ai là Hồng Thiên Đô? Tôi không phải là Hồng Thiên Đô.
Hồng Thiên Đô mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn hiện tại đã có thể khẳng định, Hồng Thiên Đô là người có liên quan đến thế lực của Triệu gia, cho dù không phải chó săn, cũng phải là đối tác trọng yếu. Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt cười, nói, biết anh còn đang ở Ma Đô, tôi cũng yên tâm rồi. Lần trước anh muốn giết tôi, lần này, hẳn là đến phiên tôi săn giết anh nhỉ. Hồng Thiên Đô nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, mùi thuốc đông y thật nồng nàn nha, xem ra vết thương của Tề sư phụ còn chưa lành hết nhỉ. Anh có cần giúp đỡ không? Tề Đẳng Nhàn thoải mái nói, được, đến đây đi. Hắn thậm chí còn nóng lòng muốn thử, trong mắt dấy lên chiến ý đã lâu không gặp. Cao thủ luôn cô đơn. Triệu tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, tôi đánh không chết nổi hắn, hắn cũng không làm gì được tôi. Hồng Thiên Đô quay đầu, nhìn về phía Triệu Mạn Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hồng tiên sinh cũng đánh không chết hắn. Triệu Mạn Nhi nghe nói như vậy, cũng không tin, nhíu nhíu mày. Hồng Thiên Đô thở dài, nói thời cơ không đúng. Lần trước hắn thật sự rất có cơ hội có thể đánh chết Tề Đẳng Nhàn, đáng tiếc cơ hội này đã bị bỏ lỡ. Tề Đẳng Nhàn bây giờ đã khôi phục 8-9 phần 10 rồi. Ngay khi Hồng Thiên Đô liên tục thở dài, bước chân của hắn cũng đã động, một bước nhanh như thiểm điện, thu nhỏ khoảng cách lại, trong nháy mắt đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, giơ tay ra là một quyền phách đầu si cái kiểm đập xuống. Tề Đẳng Nhàn lại tựa như sớm có phòng bị, chân phải dẫm xuống đất, nắm tay phải dán vào phần giữa của thân thể mà kéo lên, một chiêu trùng thiên pháo được đánh ra. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chấn động khiến mọi người trong phòng cũng phải choáng váng hoa mắt, màng nhĩ ong ong, suýt nữa ngất đi. Anh quả nhiên rất đê tiện, Tề Đẳng Nhàn cười như không cười nắm lấy tay Hồng Thiên Đô, tay như lưỡi trâu, cuốn qua. Hồng Thiên Đô lại quyết đoán rút lui, vèo một cái, thoáng cái đã lui ra vài thước, lắc đầu, nói, Triệu tiểu thư, chuyện hôm nay, tôi không giúp được gì, tìm cao nhân khác đi. Hồng tiên sinh, ngài. Triệu Mạn Nhi tức giận đến sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Hồng Thiên đều là một người ngang ngược nhưng có dã tâm, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này cứng đối cứng với Tề Đẳng Nhàn, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt với trạng thái này của Tề Đẳng Nhàn, mình cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Người muốn hắn chết cũng quá nhiều rồi, chẳng những là Ngọc Tiểu Long, còn có một số người quen biết hắn cũng muốn hắn chết. Bởi vì, người chết không biết nói chuyện. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại quá mạnh, những người đó cũng không dễ dàng mà diệt khẩu dược hắn. Nhưng nếu hắn bị thương, vậy cũng không nhất định. Tề sư phụ, không cần ra tay, anh ra tay cũng không giữ được tôi đâu, bản lĩnh chạy trối chết của tôi, anh cũng biết mà. Hồng Thiên Đô không khỏi cười nói. Tề Đẳng Nhàn dừng bước, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này của hắn thật có lý. Vì thế, hắn không khỏi có chút buồn bực. Đánh một trận đi, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nói. Không phải lúc rồi, tôi cũng muốn đánh chết một cao thủ như anh, hoặc là bị một cao thủ như anh đánh chết. Nhưng tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm, cho nên, phải bảo tồn chút khí lực. Hồng Thiên Đô cũng có chút tiếc nuối nói. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, anh tránh mà không chiến cũng vô dụng, chỉ cần anh ở Ma Đô, tôi chắc chắn sẽ tìm được anh, sau đó giết chết anh. Bây giờ, tôi là thợ săn, anh là con mồi. Hồng Thiên Đô nói, tôi biết, chẳng qua, anh có thể thử xem. Sau khi nói xong lời này, ông ta chắp tay với Triệu Mạn Nhi, nói, Triệu tiểu thư, tôi đi trước đây. Triệu Mạn Nhi giận dữ nói, Hồng tiên sinh. Hồng Thiên Đô lại cười lạnh nói, Triệu tiểu thư tốt hơn hết là không nên dùng Triệu gia để uy hiếp tôi, bây giờ tôi không có người nhà, cũng không có tổ quốc, bốn biển đều là nhà, ai dám uy hiếp đến an toàn của tôi, vậy tôi sẽ giết cả nhà hắn trước. Sắc mặt Triệu Mạn Nhi lập tức trở nên vô cùng khó coi, Hồng Thiên Đô này là một thanh kiếm hai lưỡi, tùy thời đều có thể phản lại chủ. Xem ra, không phải chó săn, hẳn là hợp tác. Hồng Thiên Đô người như vậy, vũ lực đã sớm siêu thoát phàm tục, chỉ cần hắn không muốn, tầng lớp quyền quý lợi hại hơn nữa cũng không khống chế được người như hắn. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Sớm biết vậy cho dù sống chết cũng phải mang hai tên Tiếp Chi và Tham Lang ra ngoài. Bản lĩnh chạy trốn của Hồng Thiên Đô này cho dù có thông thiên, mình cũng có 100% nắm chắc sẽ giết chết được hắn. Tề Đẳng Nhàn ánh mắt quyết tâm, lần đầu tiên đối với một người nổi lên sát khí nặng như vậy.
Hồng Thiên Đô đương nhiên cũng biết Tề Đảng Nhàn này không phải là người chỉ nói lời ác độc, mà là thật sự quá muốn cái mạng già này của hắn. Hắn cười cười, nói tôi sẽ chờ anh, Tề sư phụ. Nói xong lời này, hắn không dừng lại, cứ thế xoay người rời đi luôn. Hắn có thể ra mặt giúp Triệu Mạn Nhi xử lý một ít chuyện thối nát, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý cứng đối cứng với loại người như Tề Đảng Nhàn. Quỷ mới biết Ngọc Tiểu Long có thể đột nhiên xuất hiện hay không, tạo cho hắn một cái ngạc nhiên. Hơn nữa, nếu Tề Đảng Nhàn có thể đi cùng một chỗ với Ngọc Tiểu Long, vậy tất nhiên cũng có thể liên lạc với lực lượng chính thức để đối phó hắn. Hắn tuy rằng thanh danh rất lớn, bản lĩnh rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là người không thể nhìn thấy được ánh sáng. Đi chậm thôi, nhớ chờ tôi. Lần trước anh tuy rằng không thể đánh chết tôi, thậm chí không thể đả thương tôi, nhưng tôi vẫn ghi hận. Tề Đảng Nhàn nghiêm túc nói. Hồng Thiên Đô ngẩn ra, sau đó bước chân nhanh hơn, hắn có thể sáng lập ra Huyết Khô Lâu, có thể tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy mà không ngã xuống, cũng không chỉ dựa vào vũ lực, mà còn có đầu óc khôn khéo hơn người. Tần Đường Ngọc nhìn Hồng Thiên Đô rời đi, lại quay đầu nhìn Tề Đảng Nhàn, nhịn không được thầm nghĩ, đây là thế giới của thần tiên à. Cô ta từng cảm thấy mình là đồ đệ của Văn Dũng Phu, ở trong Ma Đô Long Môn có địa vị trọng yếu, đã xem như là người hơn người rồi. Nhưng hiện tại xem ra, so sánh với những người này, mình thật đúng là cái gì cũng không phải. Sau khi tiễn Hồng Thiên Đô đi, Tề Đảng Nhàn lúc này mới quay đầu lại, cười cười với Triệu Mạn Nhi, nói, ngược lại đã xem thường bà rồi, thật không ngờ, bà vậy mà có liên hệ với người như Hồng Thiên Đô. Triệu Mạn Nhi lạnh lùng nói, tiền đã đưa cho cậu rồi, cậu đi đi. Hồng Thiên Đô nếu cũng không muốn ra tay đối phó với Tề Đảng Nhàn, vậy Triệu Mạn Nhi cũng có thể đoán được thân thủ của Tề Đảng Nhàn nhất định không kém, cứng đối cứng cũng chỉ có thể là mình chịu thiệt. Vừa rồi nhiều súng như vậy hướng về phía hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt mà phản khách làm chủ. Tôi đã nhận được tiền, nhưng lãi đâu? Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói, bà nợ tiền người ta lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không tính lãi sao? Sắc mặt Triệu Mạn Nhi tái mét, nghiến răng nghiến lợi cười nói, lấy tiền từ chỗ tôi đã là phúc lớn mệnh lớn của cậu rồi, còn muốn tính cả lãi suất cho tôi. Tề Đảng Nhàn cứ như vậy mà nhìn thẳng Triệu Mạn Nhi, mỉm cười nói, nếu bà không trả lãi suất, vậy tôi có thể trong phút chốc khiến cho trường đấu chó của bà mở không nổi nữa, bà có tin không? Coi như cậu lợi hại, cậu muốn bao nhiêu? Trên mặt Triệu Mạn Nhi lộ ra sắc mặt biến đổi không ngừng, một lúc lâu sau, vẫn là quyết định dàn xếp ổn thỏa. Hồng Thiên Đô đối mặt với Tề Đảng Nhàn, đã lựa chọn chủ động rút lui, điều này làm cho trong lòng bà ta cũng có chút bồn chồn. Tề Đảng Nhàn nói, tôi cũng không làm khó người khác, chỉ một phần mười thôi, 60 triệu đi. 60 triệu đương nhiên không ít, huống chi, Tề Đảng Nhàn hôm nay đã lấy đi ước chừng 900 triệu từ chỗ Triệu Mạn Nhi rồi. Được, Triệu Mạn Nhi cắn răng một cái, oán hận nói. 60 triệu. Đã vào tài khoản do Tề Đảng Nhàn chỉ định. Tề Đảng Minh Nhàn vừa nhìn tiền đến tài khoản, không khỏi cười cười, nhún nhún vai, nói Triệu tiểu thư quả nhiên xuất thân từ đại gia tộc, ra tay rất sảng khoái nha. Triệu Mạn Nhi nói với Tề Đảng Nhàn, cậu nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay cho tôi. Tề Đảng Nhàn cười cười, dẫn theo Tần Đường Ngọc rời đi. Vừa mới ra khỏi trường đấu chó, hắn đã khẩn cấp gọi điện thoại cho Ngọc Tiểu Long. Vui vẻ nói, Ngọc tướng quân à, tôi ở chỗ này phát hiện một chuyện rất thú vị. Ngọc Tiểu Long tỏ vẻ có chút hứng thú, để cho Tề Đảng Nhàn nói. Tề Đảng Nhàn nói thẳng ra, liên hệ với người của phòng chính trị một chút đi, để cho bọn họ đến niêm phong trường đấu chó của chính gia đi. Người phụ nữ Triệu Mạn Nhi này, vậy mà có liên hệ Hồng Thiên Đô. Ngọc Tiểu Long lại không vui nói, Trịnh gia ở Ma Đô cũng thuộc về đại gia tộc có sức ảnh hưởng. Tùy tiện động thủ sẽ có ảnh hưởng không tốt, phải bắt được một ít chứng cứ mới được. Tề Đảng Nhàn nói, chứng cứ tôi có, tài khoản của bọn họ chuyển cho tôi 60 triệu, đây có tính là hối lộ không? Tần Đường Ngọc ở một bên đã trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, hóa ra đòi lãi suất của Triệu Mạn Nhi là vì vụ oan giá họa sao? Anh nói thật à, Ngọc Tiểu Long kinh ngạc nói. Đương nhiên là thật, Triệu Mạn Nhi sau khi biết được thân phận của tôi, không nói hai lời liền chuyển cho tôi 60 triệu, bảo tôi đừng nói chuyện này ra ngoài.
Tề Đảng Nhàn vừa mở miệng đã không còn là lời mà người ta nói. Tần Đường Ngọc ở một bên giật giật khóe miệng, trong lòng thẳng thừng hô châu bò, đồng thời thầm nghĩ, người này sau này nhất định không thể đắc tội, nếu không bị hắn đùa chết như thế nào cũng không biết. Ngọc Tiểu Long nói, nếu như anh thật sự nhận được 60 triệu của bọn họ, vậy bọn họ quả thật đã cấu thành hành vi hối lộ, cho dù bọn họ có thể che giấu việc buôn bán trái phép của trường đấu chó, cũng vẫn có thể động thủ được. Tề Đảng Nhàn nói, vậy còn chờ gì nữa? Triệu Mạn Nhi này là người của Triệu gia ở Đế Đô, ở Trịnh gia làm vợ ba nhất định có ý đồ xấu, làm cho trường đấu chó của bà ta bại lộ rồi nói sau. Ngọc Tiểu Long nói, được, nếu bà ta và Hồng Thiên Đô có liên hệ, vậy thì phải động đến bà ta rồi. Tề Đảng Nhàn cúp điện thoại, chỉ là có chút đáng tiếc cho 60 triệu vừa mới vào trong túi này, còn chưa có ấm nữa. Cái này, Tề Tiên Sinh, ngài dùng 60 triệu này vu hãm. Không, 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 là bọn họ dùng 60 triệu này để hối lộ ngài. Tần Đường Ngọc nói được một nửa, thấy sắc mặt Tề Đảng Nhàn không đúng, lập tức đổi giọng. Tề Đảng Nhàn nói, ừ, có vấn đề gì à? Tần Đường Ngọc nói, nhưng trước đó anh còn đánh cược 2 lần, không sợ khoản nợ này bị điều tra à? Tiền, tất cả đều là gửi cho anh đó. Tề Đảng Nhàn cười nhạo một tiếng. Nói tấm thẻ ngân hàng kia là của Nikolai Sievich cổ tân tư cơ người Tuyết Quốc, có quan hệ gì với Tề Đảng Nhàn tôi đây? Tần Đường Ngọc cầm sắp đập xuống đất, nói Triệu Mạn Nhi lúc này ước chừng là chết không nhắm mắt. Thẻ ngân hàng Thủy Quốc trong tay Tề Đảng Nhàn, chính là của cổ tân tư cơ. Cho nên, hắn không hề sợ có người đến điều tra khoản nợ này. Ngẫm lại cũng đúng, người ta là một giám ngục nhỏ cấp 2 ở trong thôn đi ra ngoài. Làm sao có thể lấy được thẻ VIP của Ngân hàng Thủy Quốc đây? Sau khi Hồng Thiên Đô rời đi, Triệu Mạn Nhi rõ ràng là có ý nghĩ dàn xếp ổn thỏa, lúc này mới đồng ý đưa 60 triệu đưa cho Tề Đảng Nhàn. Nhưng nào có thể nghĩ đến, Tề Đảng Nhàn này là một người thâm hiểm, trở tay cái đã báo cáo với bên Ngọc Tiểu Long. Chẳng bao lâu, cục chính trị đã có phản ứng. Chỉ riêng một trường đấu chó đương nhiên không đáng để kinh động đến bộ phận như vậy. Nhưng dù sao cũng liên quan đến người phản bội tên Hồng Thiên Đô này. Tuy rằng không lấy được chứng cứ Hồng Thiên Đô có liên quan đến Triệu Mạn Nhi, nhưng chuyện này vẫn không thể khinh thường, hơn nữa có vị đại lão Ngọc Tiểu Long này ở sau lưng thúc đẩy, làm gì có ai dám chậm trễ việc này. Tề Đảng Nhàn và Tần Đường Ngọc mới ngồi xổm trước cửa trường đấu chó hơn 10 phút, đã nhìn thấy từng chiếc xe jeep tới, một đám đàn ông nghiêm túc mặc đồng phục màu đen xuống xe, súng ống đạn dược đầy đủ. Bởi vì việc này là do Ngọc Tiểu Long thúc đẩy, cho nên, hành động của đám người này cũng vô cùng nhanh chóng. Sau khi bao vây toàn bộ trường đấu chó, tiến vào khống chế tất cả nhân viên trong trường đấu chó. Triệu Mạn Nhi tiểu thư, cô bị nghi ngờ hối lộ nhân viên cấp cao của bộ phận chúng tôi, bộ phận của chúng tôi sẽ chính thức điều tra cô, mong được phối hợp. Một lệnh điều tra được đặt trên mặt bàn của Triệu Mạn Nhi. Triệu Mạn Nhi tức giận đến suýt hộc máu, tên khốn kiếp này, vậy mà lại dám dở trò. Triệu Mạn Nhi xem kỹ lệnh điều tra một lượt, sắc mặt càng thêm khó coi, thế mà lại là ban chính trị của bộ chiến tranh. Nếu như là bộ phận khác thì cô ta đã có thể gọi điện thoại nhờ người giải quyết chuyện này rồi. Không bao lâu sau, Tề Đảng Nhàn và Tần Đường Ngọc nhìn thấy những người trong trường đấu chó đã bị nhân viên của ban chính trị dẫn ra ngoài, Triệu Mạn Nhi đi ở phía trước nhất. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Tề Đảng Nhàn nói, lai lịch của cái cô Triệu Mạn Nhi này không đơn giản đâu, xem ra cô phải cẩn thận nói với tôi về tình hình cụ thể của Trịnh gia rồi. Tần Dương Ngọc nói, trên thực tế thì oán hận của Trịnh gia đối với cô vợ ba này cũng không ít đâu, bọn họ cảm thấy cô ta đối xử với người khác quá âm hiểm và độc đoán. Thậm chí còn có tin đồn rằng vợ cả của Trịnh Sa Minh đã bị cô ta ép chết. Sau khi nghe xong, Tề Đảng Nhàn cảm thấy có hơi bất ngờ, xem ra chuyện của Trịnh gia còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Tôi sẽ bớt chút thời gian để đến Trịnh gia một chuyến xem thế nào, nhân lúc cái cô Triệu Mạn Nhi này không có ở đây. Tề Đảng Nhàn bỗng nảy ra một sáng kiến. Tất nhiên Tần Đường Ngọc sẽ làm tài xế cho hắn và đưa hắn đến Trịnh gia rồi. Khi đến được dinh thự của Trịnh gia thì thời gian đã không còn sớm nữa rồi. Nếu như không có gì bất ngờ thì Triệu Mạn Nhi vẫn đang phải tiếp nhận sự điều tra của ban chính trị,
với xuất thân của cô ta thì sẽ không khó để rút lui an toàn, thế nhưng vẫn sẽ có một đống chuyện phiền phức. Tề Đẳng Nhàn bảo Tần Đường Ngọc tìm một chỗ đỗ xe rồi ở trong xe chờ hắn, hắn không đi con đường bình thường mà lại chọn cách lẻn vào trong dinh thự của Trịnh gia. Bố, xảy ra chuyện rồi, nghe nói Triệu Man Nhi bị người của chính quyền bắt đi rồi. Tề Đẳng Nhàn vừa mới men theo bờ tường để trèo lên đến tầng 2 thì bỗng nghe thấy có một giọng nói vọng ra từ bên trong cửa sổ. Á, có chuyện gì thế, tại sao cô ta lại bị người của chính quyền bắt đi? Giọng nói của Trịnh Sam Minh theo đó truyền đến. Nghe nói là cô ta đã hối lộ 60 triệu cho một nhân vật cấp cao nào đó trong ban chính trị, sau đó bị người ta trở tay tố cáo. Còn nữa, trường đấu chó cũng đã bị phong tỏa rồi. Lần này là có nhân vật lớn nào đó đã đi đầu trong việc động đến cô ta. Con trai lớn của Trịnh Sa Minh là Trịnh Hữu Bân nói với giọng nói phấn khởi, thậm chí còn mang theo chút vui mừng. Trịnh Sa Minh lại thở dài một hơi và nói, cho dù có bị bắt rồi nhưng nếu cô ta muốn thoát thân thì cũng không khó gì đâu. Từ trước đến nay cô ta vẫn luôn làm việc rất cẩn thận, số tiền đó sẽ không liên quan đến tài khoản của cô ta đâu. Cho dù có tra rõ đến cùng thì đoán chừng người chịu tiếng xấu này cũng chỉ là Trịnh gia chúng ta mà thôi. Trịnh Hữu Bân ngây người một lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi và nói, thật là ghê tởm, không có ai có thể trị được ả tiện nhân đó à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.